Có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy được chưa? Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Lương. Tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ, em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ, em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ, mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa, quê Nguyên ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale, nhưng mà mấy anh đó là có gia đình, có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ, cũng ăn được. Bánh gì, bánh gì? Dạ, em làm cheesecake, làm bánh lăng, rồi rau câu, rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đó anh à? Dạ, cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. À, thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ, chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ, em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược Hoa Việt. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha, còn những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng hết chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà mình duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có 2 mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có 2 mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ, em thì có 2 mối tình ạ. Cũng 2 mối tình luôn? Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau. Và cái là khác đạo nữa nên là... À, vậy. Vậy theo bạn, người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, bút vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À, lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Gò bó đấy. Có gì ai gò bó bạn? Nhưng nó cũng được thoải mái, nhưng mà mình tự do ở. Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Rồi anh không có nhà rồi, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè. Không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi cam ràm á, phụ nữ hay dạ, đúng cam ràm đó. Mệt lắm. Thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ, em thích người cao hơn em khoảng 1m7. Tại vì em 1m65. Không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi, gì vậy? Nhìn nụ cười đó là nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em muốn đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ, chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ, em cao 1m74. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi, đúng không anh Linh? Dạ. Yeah. Đẹp mà, tự nhiên mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao? Phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. Dạ thôi anh ba phải. Ủa, người dễ thay đổi vậy là có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắp dế cái con bướm rồi sao? Xăm là không chịu rồi ạ.
bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi thấy rồi, thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nhưng tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. Ha, kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra luôn. Trời đất ơi, thiệt hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt hả trời? Kiểm tra, kêu kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mà như cái giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Hết rồi đẹp đi trời. Cái này có thẩm mỹ không? Dạ có không. Lỗ nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi, có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo anh. Dạ luôn. Bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Màu xanh rồi. Dạ không. Rồi rồi. Có sầm không? Dạ không. Có. Ủa mà giờ có thì sao? Có mà chịu không chịu. À, dạ không có sầm. Không có sầm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi, gì chưa chân. Thề luôn. Tình luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có sầm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Cái hù người ta nó có lỗ lòng người ta chứ. Chưa gì chân thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp xong á, quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh dây mà nói không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ, em là lính của anh Lương đấy ạ. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Thì hỏi chi? Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi làm mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ơi. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái thôi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Trời ơi. Đó. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, má lúa đồng tiền này giống chị Cát Tường. Ồ. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế chứ là em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ, anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được ạ? À, em cũng lớn rồi đó. Nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Dạ, anh thích cái điểm này. Dạ, em không muốn lâu dài đâu anh. Tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ồ, vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn này chưa xong. Hẹn này chưa xong hẹn ngoài gì? Yeah. Hẹn ở đây. Mình tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Yeah. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Ờ, cái này thì anh không em ạ. Dạ. Ừ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa hả? Nói một câu thiệt là ngọt ngọt, tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi mình ra ngoài mình thấy là làm quen rồi. Ra ngoài mình làm cái gì ra ngoài hoài vậy? Mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè, làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sắp bài làm vậy nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ em là được tin đó.
Thiệt không? Thiệt luôn anh. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3 Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp không? Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn thôi ạ. Nãy nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh với lại chị Cát Tường. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Mời bạn nam. Ui, phải dữ. Rồi, mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Nguyễn Minh Dũng. Em đang làm nghề cắt tóc nam ở địa chỉ 176 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tiệm cắt tóc đó là mình làm chủ hả? Dạ, em làm chủ. À, mở tiệm tóc bao lâu rồi? Dạ, từ khi em làm nghề đến giờ 27 năm rồi anh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên Nguyễn Thị Kim Phượng. À, nghề nghiệp của em là thợ may. Thợ may? Dạ, em năm nay 36 tuổi. À, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ, đúng rồi chị. Em ở đây lâu rồi. Ở quận mấy bà? Ở quận mấy? Ở Gò Vấp. 36 tuổi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là trải qua chưa được một mối tình nữa. Tại vì quen thì quen nhưng mà mới hơi lớn tí cái là chia tay, cho nên là không có quen được gì. Là sao? Là coi như là cái mối tình đó bao lâu rồi? Lâu lắm rồi chị. Rồi từ lúc đó đến nay là không có quen ai hết? Không có quen ai, nhưng mà cũng có người giới thiệu. Nhưng mà tại vì qua sơ sơ cái là thấy không hợp, cho nên là không có làm quen nữa. Vậy là mình kén quá hả hay sao? Không biết nữa. Lại không có ham đi chơi nhiều á. Nói chung là đi chơi thì cũng có thể chỉ cho có giấc. Cho nên là thích thì đi chung với gia đình thì được, mà đi riêng thì hơi ngại, cho nên là không thích đi chơi. Nó 36 tuổi mà còn không chịu đi chơi nữa thì sao có bộ. Phải đi ra ngoài mới có cơ hội tìm kiếm được chứ. Giờ có giấc là giờ nào đi chơi được đâu, nói nghe thử coi. Tại em làm cũng trễ, khoảng 7 giờ em mới về. Cho nên là nếu mà đi có từ giờ đó tới 10 giờ thôi. 7 giờ mới đi làm về. Ba em cũng khó, cho nên là không có cho đi chơi. Là giờ đang sống chung với ba mẹ trong nhà luôn. Dạ. Ôi, 36 tuổi rồi đi chơi được tới 10 giờ là phải về đó nghe. Anh bên kia thấy sao? Dạ được, chị có lúc trễ hơn chút xíu cũng được, mà sớm hơn được cái sao chị? Ủa mà mấy mối tình rồi? Em á hả? Nhiều mối tình nhưng có cái 2 mối tình chính thức. Ê, cô gái bên kia cô muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Chứ phải là phải có đạo. Tại vì em là đạo có Thiên Chúa, cho nên là thường thường là em quen là em hay nói trước vậy, mấy người nghe vậy cái cũng hơi sợ sợ, cho nên là. Ủa anh có đạo không anh? Dạ có chị. Rồi mừng quá. Khỏe rồi ha. Rồi tiếp. Lo nhất. À, cảm ơn em. Chờ có chừng 1m65 cho là hình được. Em luôn dưới 1m65 chị, mang đôi giày vô cao 1m7. Trời ơi. Được rồi, còn gì nữa em? Vui vẻ, hòa đồng, quan tâm tới mọi người. Anh thì vui lắm, thích tới đám đông không mà không thích ít người. Mà ít người thì thích ở bên em thôi mới ít thích như vậy đó. Ghê chưa? À, vậy bên đàn trai có yêu cầu gì bên nhà gái không? Cái chuẩn người của anh yêu sao? Yêu cầu đơn giản thôi. Bạn gái em thứ nhất là trái tim trung tình. Công việc nhà thì nói chung phụ nữ mà ai cũng biết là được rồi. Ngoài hình chiều cao thì em thích cao từ 1m50 trở lên. Nếu cao hơn được em càng nhiều càng tốt. Chào em. Anh đi rất dễ thương. Anh này rất là thoáng. Cưới liền không? Nếu được thì tìm hiểu cỡ 1 năm thì mình dài quá. 38 rồi. 38 tuổi, 36 tuổi rồi. Vì chừng tháng 2 tháng thôi. Tháng 2 tháng lẹ quá. Không lẹ đâu, vợ khi ta cưới kèo có 1 tháng ta cưới liền. Cũng phải từ từ với anh. Giờ anh muốn vợ quá rồi, 38 rồi nữa. Thì tùy ảnh thôi. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì là mê phim lắm. Mê phim, mê gì? Mê xem tivi lắm. Hay là biến kiểu này kia khó chịu. Chơi game thì cũng là giải trí thôi. Có ghiền không?
không có ghiền lắm. Trời ơi, có nhiều người giờ ghiền ra chơi game mà bỏ con, không cho con bú luôn á. Không có tới nỗi đó. Không có nỗi đó đâu không? Rồi không sao, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi đơn giản. Đó, nãy giờ em nghe rồi ha. Dạ. Cũng không có gì phức tạp đâu. Ủa, có biết làm việc nhà không? Nấu nướng rồi được không? Dạ, nói chung là làm được. Làm được hết ha. Bỏ bớt mấy cái vụ chơi game đi nghe, tôi cũng không thích đâu. Chào chị. Dạ, chào. Dạ, hơi dễ thương á. Trai ha. Hình như không được cao lắm, hèn chi thích vợ cao hơn là cao. Dài đã đụng chưa anh? Dạ đụng rồi chị. Đâu, cho coi dài coi. Ồ, 5 phân đó anh. Dạ. Ủa giờ mình lấy vợ về có cần làm dâu gì không anh? Dạ không, em thích sống tự do hai đứa thôi. Dạ, ủa tự do mình có nhà riêng chưa anh? Dạ có rồi chị. Ồ, ổn ha. Ừ. À, anh có tật xấu gì không? Dạ tật xấu á chị. Thì không có, mà em hơi khó chịu chút xíu à. Ví dụ chị hỏi em đi đâu về, thì em nói mới đi đó về. Rồi lát chị hỏi đi đâu về, em nói đi đó về. Lát chị lặp lại chị hỏi thì cái đó em hơi khó chịu thôi chị. Thấy được á. Được rồi đó, cặp này ổn rồi đó, xứng rồi đó. Hôm nay mình đi có ai thì ủng hộ mình không? Cho em hát bài để tặng anh chị và khán giả đấy không? Một hồi gặp cô ấy hát. Dạ. Rồi bây giờ mình mình đi có người thân đi theo không? Người thân coi. Có mẹ em với lại cô với lại chị. Đó, có mẹ vợ đi theo luôn nha. Anh phải làm việc sao đàng hoàng nha. Con chào mẹ. Đó. Biết ai chưa mà chào lẹ vậy. Dạ chào cô. Rồi đó anh chào mẹ đi anh, rồi nói chuyện đi anh. Con chào mẹ. Dạ. Mẹ, lần đầu gặp mẹ, mẹ thấy con sao mẹ? Chào Linh với các Tường. Dạ. Chào cô. Chào cháu. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp thì thấy cũng ấn tượng tốt, dễ thương, cũng dễ chịu, thấy cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên con cũng gặp bạn gái bên Bức Màn mà chưa thấy mặt. Thì con cũng hy vọng mà dựa cái chương trình này đây cho hai đứa một cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Lúc đó thì mới hiểu nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ bên này thì chắc có lẽ không có hiểu được hết ý được. Con xin hết. Nói chung là lúc nào cha mẹ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái có gia đình càng sớm càng tốt. Anh cũng cầu mong như con thành đôi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em là mặc áo trắng với hai mấy người em họ đó. Em ruột hả? Dạ em ruột, em trai em. Ruột em trai quá ta. Rồi sao em ruột? Ủa có sao uống sữa khác nhau hay sao vậy ta? Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. À, chào bạn. Anh thấy chị dâu tương lai bên này như thế nào? Dạ em thấy chị cũng hiền, dễ thương, tính tình thì cũng vui vẻ. Thấy cặp này được không? 6 tháng tiến tới luôn anh, em thấy sao? Dạ chắc được á. Chắc được ha. Rồi cảm ơn em ha. Dạ. Rồi vậy được ha. Ổn rồi đó. Rồi kéo màn. Bắt đầu. Chào. Chào em. Chào qua lâu lâu. Chào qua thằng em. Dễ thương mà. Bây giờ đầu tiên này em muốn hát đúng không? Dạ. Mình tạo ấn tượng cái đứng lên trước mặt cô gái ấy hát bài nào đó để tạo ấn tượng. Dạ. Muốn hát bài gì hát tùy em. Đứng lên giới thiệu với cô ấy luôn. Đến với chương trình bàn hàng hôm nay. Tạo micro luôn hả? Dũng xin gửi đến quý vị các anh chị nhạc phẩm mang tên Thủa Ban Đầu. Xin mời cho con tay quý vị. Hát cô ấy nghe nha, cầm micro luôn nha. Cũng cầm. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xưa nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò, tình chợt bến khi tuổi vừa yêu. Trong bể đời hắc hiu, tình vẫn du ăn giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, điều lắc lư gửi và em về bên. Đi đâu đâu, đi đâu đâu. Hát rồi, bỏ cái video rồi. Bắt đầu giờ mình vô vấn đề nha. Mới gặp anh lần đầu tiên em cảm nhận sao không về anh? Em thấy anh cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Vui vẻ. Anh thì có vui. Anh thích tới đám đông vui lắm. Còn em có gì hỏi về anh không? Mình tự nhiên lên cũng sao đâu. Đúng rồi, em phải nói trước cảm nhận của ấy sao. Em cứ cảm nhận sao về anh em nói đi. Không em á, em cảm nhận cô ấy sao đó. Mới gặp nhau thì anh thấy em rất dễ thương. Tánh tình cộng hợp theo ý của anh. Thì nhân đây anh nói thì mình á, em cái công việc của em cũng làm việc trễ. Thì anh cũng trễ, ngoài 8 giờ hoặc 8 rưỡi anh mới về nhà. Thì cái đó là mình cùng nhau hẹn hò đi chơi trễ trễ chút xíu, em có chịu không? Cũng được nhưng mà đừng có trễ quá. Thì khi mà anh đi mà trễ thì anh tới xin ba mẹ nhà đó anh trễ, em đi về trễ chút xíu không sao, anh xin ý kiến ba mẹ rồi. Trời, chưa xin rồi đó. Anh coi quan tình yêu làm sao rồi nè, đám cưới mốt sao, hẹn hò sao, bạn với anh đi. Tiền bạc anh nói như vậy nè, mình người phụ nữ thì mình phải kiểm soát tài chánh nó mới được phải không? Còn đàn ông tụi anh làm bao nhiêu về đưa cho vợ bấy nhiêu là cái chuyện đó có. Nhưng có cái trong cái bóp của anh em phải để anh chút xíu đi đường tiếp bạn bè là được rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là sự giao tiếp của anh. Thì nói chung là anh có khả năng đưa nhiêu thì đưa, em không có ép buộc. Còn về gia đình thì nói chung về mọi mặt gia đình
anh chỉ có nói một cái như nè, em nói với anh câu là anh cứ yên tâm nơi tiền chiến, hậu phương ở nhà vẫn chắc có em lo, ok rồi. Bây giờ đẻ mấy đứa con nè, đó. Đẻ phải đẻ lẹ lẹ đi chứ cũng 36, 38 tuổi rồi đó. Dạ hai đứa chị bây giờ đẻ nhiều không dám chị. Tính hỏi cổ coi cổ chịu không? Em có thích hai đứa hay một đứa em? Hay là nhiều hơn? Hai đứa chắc được rồi, nhiều hai hơn. Rồi nhiều hơn chắc khảo nổi quá. Giờ á, cô ấy là ít đi chơi lắm á, nhà may vá thiêu thùa không à, nhà cơm nước không à, ít ra ngoài chơi lắm. Bây giờ mình ví dụ mình quen nhau ha, bắt đầu ngày này mình yêu nhau, mình tổ chức một buổi sinh nhật cho cổ, một ngày đâu gặp gỡ thật lãng mạn. Em thử em diễn tả cái ngày đó thế nào. Thử luôn anh, đứng dậy làm thiệp luôn ha. Rồi, đúng rồi. Bánh phải nhìn cổ kìa, làm nhìn cổ không không. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh gửi tặng cho em một bài hát. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cái tay chống kỳ vậy. Đánh gánh nặng nhọc nhằn không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, thân gầy hốc hác cha che chở cho đời con. Thật vậy, hôm nay Dũng thay lời muốn nói gửi đến quý vị cùng các chị nhạc phẩm mang tên Tình Cha. Xin mời quý vị nghe. Ủa sao sinh nhật bạn gái mà tặng bài Tình Cha? Sinh nhật bạn gái là anh chạy bắt đầu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, là cái ngày đó là giống như mình tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ sinh ra mới có mình. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan gian khổ, ngày đêm chăm no mong muốn con được lớn khôn. Mẹ cười rồi đó, mẹ khoái rồi đó. Thấy mẹ cười rồi đó. Rồi có cho hát cho mẹ không? Dạ không. Ba mẹ mới đẻ được con chứ. Dạ vậy mẹ thì em cũng không nhớ lắm. Rồi thôi bây giờ mình vô chuyện tình yêu nè, đúc kết tiếng đề lại nè. Nói một câu sao tỏ tình với người ta, đồng ý đi, người ta bấm nút đi, rồi xong. Bây giờ là tất cả các cái mà để lo chuyện đám cưới của hai đứa anh đã có sẵn rồi. Thì em tính bao nhiêu lâu mới để hai đứa mình xây dựng tương lai hạnh phúc? Thì như nãy anh Quyền Linh nói thì em nói là một năm thì giờ chờ 6 tháng cũng được. Nhưng mà cỡ đó tại là... 6 tháng độ lại thôi phải không em? 6 tháng trở đi đi đừng 6 tháng trở đi phải không? Anh theo ý em thôi không sao đâu, mình là thanh niên mà. Vậy thôi hả? Em nói một câu gì cảm xúc của em, nãy giờ em cảm nhận ảnh như thế nào? Nãy giờ ảnh biểu diễn quá trời rồi đó. Ảnh thổ lộ quá trời, em im re không à? Rất là vui, hát thì cũng được nhưng mà... Sao góp ý thẳng đi. Không biết nói làm sao nữa. Em nghĩ sao em cứ nói vậy? Đúng không? Nói chung là được. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chỉ được là được rồi phải không? Được rồi, được rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ hát hò nói chuyện tâm sự rồi đó. Đây là giây phút quan trọng nhất. Cảm thấy phù hợp thì nhấn nút hẹn hò. Còn không thì không bấm. Một. Hai. Thời gian. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau. Cho nắm tay nha anh. Xin mẹ giờ. Mẹ cho con nắm tay con gái mẹ nha mẹ. Được thấy không? Rồi gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích con này luôn hả? Đó là chọn đó hả? Chơi em chơi chọn vợ bạn kìa. Ủa là tụi em kiếm người khác mai mối cho à? Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Rồi bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình á. Dạ em chào chị Cát Tường xinh đẹp. Mời bạn trai. Rồi chào bạn. Bạn có thể giới thiệu lý lịch trên ngang của mình cho bạn gái bên kia biết. Em tên đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở trung tâm đào tạo nghiên cứu thiết kế vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm ạ, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi ạ. Rồi hai bạn này ai nói cũng nhanh hết trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại Tại vì nam có người yêu lại có gia đình hết rồi. Cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương vui vẻ hòa đồng mà. Dễ thương vui vẻ hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình, phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trông trên lắm chị. Như trông trên là... sao trên? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình. Mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Chứ vì những lý do trông trên như thế á mà em vẫn ế một mình. Khổ ha. Khổ lắm chị.
Còn bạn trai, trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ, em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ, em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ, đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Dạ, suốt ngày rồi. Cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ, rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi à, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ một năm. Có phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo, và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ, hơi dày xíu cũng được. À, nãy giờ bạn đang nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ, thứ nhất là em nghe tới vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Ừ. Mà em thì em lại thích cái người á hài hước, vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài, chứ không có thích là cái gì cũng sống nội trầm tâm trầm. Dạ, sống trầm là em không thích lắm. Sao kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm trầm chút mới men chứ. Nó nhiều quá sao được. Tại vì em là em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì em thì mình phải nói nhiều. Nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha. Cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc vậy mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là trung tình vậy. Trung tình. Dạ, sống là nói chung là không có nói dối, phải tin tưởng lẫn nhau, công việc ổn định nữa chị. Về ngoại hình bên ngoài, chiều cao thì 1m69 trở lên, gương mặt thì dễ nhìn thôi chị, đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai thì thích. Dạ. Rồi. Thích ốm chị, nhưng mà khỏe chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ, tức là nhìn khỏe mạnh á chứ không có ốm yếu bệnh mạnh. Ốm ốm ròm á. Bên kia mặt thấy ốm đấy bạn. Dạ em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì á người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản á chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em, và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Mà sống hoài hợp quá, đua đòi, có tính lười, tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người xiên xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền. Dạ cái đó em tự tin em thì em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái dở là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu mà nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng. Nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt thì ví dụ mình tươi tươi lên chút. Mắt bạn nhìn nghiêm quá. Sao được cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá, dội nước vô nhiều nhiều cho nó ướt một chút. Ha? Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với một người bạn thân của em. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Sự mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho chị của em hết. Thật thà này nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy. Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ nói qua nó lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy. À, vậy được rồi. Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Ủa là tôi Linh kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Đó, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC xinh đẹp của chương trình. Dạ. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Hả? Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời thì đó là thôi. Khỏe. Khỏe đó. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi.
Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á, là con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi, cái đường nào thì cũng như hả, duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian á, con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi, bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Dạ. Dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi, không biết ha. Vấn đề chỗ nè, bạn này là chững chạc, bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có phải là không chịu lắm rồi? Không, ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái tâm lý mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Dạ gặp đi ạ. Hả? Gặp đi hả? Nôn hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi. Để quyết định. Nào, chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn. Đối với em thì em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi. Còn anh? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em á là em nói rất là nhiều rồi. Khi mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè á thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi với anh là nếu mà khi mà em buồn á thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được, và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó. Nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Yeah. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thật ra là cái mẫu người của em á là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó? Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo, và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi. Đủ rồi anh Linh. 3 2 1 Hết thời gian. Là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ, đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi đó, là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội. Cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn. Bạn rất là tự tin, bản lĩnh. Em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Em biết chơi các môn thể thao. Xem những bạn nữ là nóng tính. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Bạn nữ mình giới thiệu trước đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Anh Bích, em đến từ Gia Lai. Dạ hiện tại thì em đang làm tổ phó chuyển may ở dưới Đồng Nai ạ. Bích bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. Mời bạn trai. Em tên là Duy, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm công việc của em là kỹ thuật viên cho một công ty nước ngoài công nghiệp Long Thành. À, Long Thành, bên đây là Bình Dương hả? Dạ không, em ở Đồng Nai. Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó chị. Biên Hòa 1, Long Thành vậy cũng gần ha? Cũng gần. Dạ. Rồi, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Chơi thể thao cái gì, môn gì? Dạ, em chơi cầu lông, bóng chuyền. Wow, bóng chuyền luôn hả? Dữ dằn ha. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Nhiều khi em nói em hay thẳng tính nữa. Nói ra nhiều khi mình đang nóng, mình bực lên nói thì nhiều bạn hay sợ mất lòng.
Bạn trai thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết chơi các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, nấu ăn. Còn sở thích thì thích... Thích gì? Cứ nói thoải mái đi bạn. Dạ, em thích chơi chim. Hả? Thích chơi chim hả? Dạ. Cái lý do sao thích chơi chim? Tại cái đó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái, nghe tiếng chim hót. Bạn thích chim nào? Dạ, em đang chơi chim chào mào. Chào mào? Dạ. Rồi chim gì nữa? Dạ, hết rồi. Ủa, thích có một loại chim chào mào à? Rất nhiều loại chim rất đẹp và chim nó hót rất hay nữa. Dạ. Hả? Điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu của em cũng giống xem giống bạn nữ là nóng tính. Hay nói thẳng thì sợ người đối diện mất lòng. Hai người này có vẻ hợp nhau nhiều nha. Cũng thể thao chung rồi cũng trầm trầm, nóng tính nữa. Em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Em muốn mẫu bạn trai là cao 1m65 trở lên, nặng cũng 65kg trở lên. Nói chung là tròn tròn mũm mĩm giống anh Quyền Linh. Bên kia thì sao? Cao nhiều giống anh Quyền Linh không? Dạ em cao 1m7, nặng 70. Ủa? Nặng 60 thôi ạ. Ủa vậy là ốm rồi. Dạ. Không, vừa người lắm em. Cái đó là phọc chuẩn của Việt Nam á chị. Anh là hơi mất chuẩn rồi đó. Bạn đây chuẩn đi. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích con trai da trưởng. Em không thích bạn trai hút thuốc. Bạn trai sao em? Dạ, yêu cầu thì chắc trưởng. Em đạt. Em không hút thuốc, không da trưởng. Được. Dạ. Còn gì nữa không em? Dạ, dạ thưa chị. Nhiều đó rồi ha. Dạ. Còn bạn trai mình có tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn nữ cao 1m55 độ lên. Tính tình thì thoải mái, phóng khoáng. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ, ki bo. Ki bo là keo kiệt á hả? Dạ đúng rồi. Em gái có keo kiệt không? Dạ không anh ơi. Và mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình rồi chị. Mà chia tay cũng lâu rồi. Thôi, đến qua anh coi mặt bạn gái bên kia thế nào như thế nào. Bên đây anh này dễ thương lắm. Rồi, chào Linh. Em anh bên đây là chất phác lắm, nhìn thấy anh cũng hiền, hiền hậu lắm. Dạ. Em thí dụ như làm dâu em có làm được không? Dạ được anh. Được hả? Dạ. Vậy được rồi. Em nếu mà đồng ý hết ảnh muốn cưới liền được không? Qua quá trình tìm hiểu nếu mà hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân liền luôn. Dạ. Ha. Em còn có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Dạ không. Hai người này hiền rồi nha. Hợp lý đấy. Hợp không anh? Hợp, anh thấy hợp đấy. Giống mặt anh cũng được. Chào chị Cát Tường. Chào em. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Lâu nhất là 2 năm. Lâu nhất là 2 năm, còn nhanh nhất? 2 tháng. Còn mấy tháng được. Mấy tháng, trời chuẩn bị gì chưa mà đòi mấy tháng nhanh vậy? Dạ cũng chút chút rồi. Có hỏi ba mẹ chưa? Dạ cái đó ba mẹ tự cho quyết định. Mình có tật xấu gì không? Em thì nóng tính như vừa em vừa nói đó. Còn cái gì khác ngoài cái đó không? Lại hơi mê chơi một tí. Mê chơi hả? Chơi cái gì? Chơi chim. Chơi chim. Thôi thì bây giờ mình lấy vợ rồi mình hạn chế bớt chút xíu. Bây giờ thí dụ như bữa hôm đó. Dạ. Vợ em đẻ, bên đây con chim cũng đẻ, em sẽ chọn chăm sóc ai? Ai đi đẻ? Tất nhiên là vợ mình rồi. Dạ. Nó cụ thể tí đi. Nghe rõ rồi ha em ha. Rồi coi được không chứ anh này anh mê chơi chim dữ lắm. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em. Em trai hả? Dạ em họ. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Rồi chào em. Họ của anh Duy. Thì khi em nhìn cái cách nói chuyện của bạn nữ thì em thấy cũng có đôi nét hợp với anh Duy. Thì thấy chị cũng dễ thương. Nhưng mà em có thắc mắc cái là anh Duy có thú chơi chim. Nhưng mà có khi nào mà hai người về quen nhau á, chị nhiều lúc nóng tính hay như chị có thịt chim của anh? Có chứ, nếu mà anh mê chim mà anh nói trả lời đi em. Nếu mà anh mê chim anh bỏ em luôn rồi em xử lý sao? Nếu mà anh thương chim hơn thương em thì chắc là em phải suy nghĩ lại chị. Em giết hết mấy con chim của anh. Phải không? Thịt chim của anh hả? Ruti luôn, một bữa nào anh đi làm về anh thấy nhà đại nấu dọn lên một mâm cơm toàn chim không. Chim ruti, chim xào xả gì đâm lum la. Làm vậy không em? Chắc là không đâu chị, tại nhà em cũng nuôi chim nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà em nuôi, nuôi cu đất đó chị. Hai người hợp nhau ghê luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với đồng nghiệp với bạn thân của em. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào mọi người ạ. Em rồi. Là bạn thân của Bích. Rồi em nhận xét về hai bạn này như thế nào? Dạ, em thấy anh bên này thì tương tác ok ạ. Tính tình thì cũng thấy hợp với Bích. Dù hai người nóng tính nhưng mà thấy Bích thì không hay giận dai. Chỉ xong lúc đó rồi thôi rồi ạ. Hy vọng là anh với lại bạn em có thể đến với nhau được. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ kéo màn lên.
để cho đôi trẻ một bên là nuôi cu đất, một bên là nuôi chim nói chuyện với nhau nha. Kéo màn. Có hỏi thăm về nhau cũng được. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng được. Anh đi làm ở dưới Long Thành, anh làm lâu chưa? Cũng làm khá lâu rồi, khoảng mấy tháng rồi. Trời đất ơi. Nếu như anh đi làm vậy thì nếu mà hẹn hò thì anh tính như thế nào ạ? Em hồi nãy em nói em ở Biên Hòa. Dạ em ở Biên Hòa 1. Là khúc nào ạ? Ở Bồn Nước anh, ngã tư Bồn Nước. Thì cũng gần chỗ mà anh ở đó. Anh dạ. Bạn cảm nhận bạn nữ như thế nào? Thì thấy bạn nữ cũng dễ thương à. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ? Em ở đây em ở trọ. Dạ không, em ở nội trú ở trong công ty luôn anh. Ở như vậy thì khoảng thời gian công ty gò bó vậy thôi. Lúc đi chơi đa số thì em là đi làm về rồi em về phòng rồi nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ không có đi chơi đâu hết. Bây giờ người ta hỏi mày mốt đi chơi thì sao? Công ty có cho đi không? Buổi tối thì đi làm về thì ra ngoài được tới 10 giờ thì thôi. Trời ơi, có 10 giờ đó ảnh tự nhiên ảnh làm suốt mấy giờ mới làm đi làm về? Em thì làm thất thường lắm chị. Tại một tuần em đạo ca liên tục. Rồi người ta đi làm tới 10 giờ mới về, bữa nay 10 giờ đóng cửa rồi sao đi chơi? Thì công việc của em cũng không gò bó lắm, thời gian nghỉ thì cũng khá là nhiều. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì cũng như em nói, tới đây thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn nữa trên con đường hôn nhân nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tay nhau đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp CDBOX 212 lấy chiến thắng. À, con làm đi đúng không? Dạ. Nè, bạn gái làm món này nè, món gì đó không biết, nhìn không biết. Đây là cá chiên làm trong chụp hình đó. Đây là món gì? Mướp là tỏi hay gì nè? Sai rồi chú ơi, đó là cà chú. Này mà ai mà nhìn ra cà tím mơ hành tôi thua gì thua chứ. Không có màu tím hả? Còn nhỏ nên nó phải mất 10 tiếng chú. Do chụp nó hơi bị mờ nên là nhìn nó cũng không. Món này không món trứng gì? À, món đó là món cá dưa. Trời ơi chú ơi chú. Ông nào nói cá. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chú Nguyên Linh và chào bạn Linh Cạnh và chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngô Thị Hồng Đào, em 24 tuổi, hiện tại em đang công tác tại phòng khám quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. À, trong ngôn tình yêu của em là yêu là nỗ lực mà có chứ không phải mà ngồi chờ duyên phận, và đó là lý do em tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với em. Dạ. À, mình làm công việc gì trong phòng khám? Y tá. Y tá. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Dạ em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Em, năm nay em là được 33 tuổi. Em đến từ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc Việt Nam mình là Cà Mau. Hiện tại em làm công việc là kinh doanh về tiệc cưới. Em làm việc sinh sống ở Sài Gòn. Em có điểm yếu và điểm mạnh như thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em biết quan tâm đến người khác. Các môn túi lô cường thì em không có tham gia, nhưng mà em có uống rượu bia được thì cứ nói là xã giao thôi. Khuyết điểm của em á là hơi nhạy cười, thì có thể đó là cái điểm yếu của em. Nhạy cười nó có gì đâu yếu. Nhạy cười thì mọi người nói là hơi dễ dãi, nhưng em không có bị dễ dụ. Ưu điểm khuyết điểm của bạn nữ là gì? Em vui vẻ hòa đồng ạ. Vui vẻ hòa đồng. Biết nấu ăn ạ. Biết hát ạ. Biết hát luôn. Em rồi bây giờ hát một đoạn gì cho thay đổi không khí cho xôm lên chút coi. Hôm nay em rất vui cho chương trình với một bài hát là Miền Tây Quê Tôi ạ. Miền Tây Quê Tôi, hát lớn lên nha. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa cộng dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rành miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa, xe ta bon bon trên tàu Mỹ Thuận gió đưa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa đét gần người yêu dấu thấp mười chạm chiếc. Bạn Nam đâu? Mình cũng dân miền Tây đúng không? Dạ. Rồi đáp lại một bài hát liền.
Thì em xin tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia, tất cả quý vị khán giả bài Đậm Chất Miền Tây quê em là Anh Mà Khía. Rồi. Anh Ba Khía quê ở Cà Mau, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa chất phác thật thà, bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Vậy xin hết ạ. Hai. Rồi, hai giọng này kết hợp nhau là ngon lành, hát ổn luôn ha. Rồi, coi như vô làm tiệc cưới luôn được rồi đó ha. Rồi, bây giờ đó là ưu điểm đúng không? Còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em mù đều nè. Em hơi thẳng tính nè, em mít ướt à. Mít ướt? Nhưng mà đó là lúc trước à, giờ em đỡ à. Chứ mỗi lần mít ướt khóc rồi ai dỗ? Dạ không ai dỗ, tự mình à. Tự khóc, tự nín. Có bồ thì lâu lâu mình nhõng nhẽo, mình khóc với bồ mình dỗ mình được ha. Dạ. Tình trường thì sao? Có mấy mối tình nè em? Dạ, em trải qua 2-3 mối tình. Dạ, 2-3? Dạ, 2-3. Dạ, mối tình sâu đậm nhất thì gần đây, cách đây năm ạ. Một năm, mình quen nhau bao lâu? Dạ, 6 tháng. Có 6 tháng sâu đậm rồi đó hả? Lý do dạ, tại sao? Vì hầu như những cái lần trước em quen thì nó không có được dài. Khoảng giống như nó có khuôn là chuyện tháng, 2 tháng là chia tay. Kỳ vậy? Mối tình 6 tháng đó là dữ nhất rồi đó. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, do em bận rộn mà anh kia cũng vậy, không có thời gian quan tâm cho nhau. Ồ, rồi bây giờ nếu có bạn trai thì mình có thời gian dành cho bạn trai không? Dạ, em cố gắng sắp xếp ạ. Cố gắng sắp xếp ha. Một lát nữa mình thử mình trao đổi với bạn trai bên kia về cái giờ giấc đi làm coi làm sao ha. Dạ. Rồi. À, tình trường bạn trai làm sao? Dạ, thưa chị, em có trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì đó là mối tình thời học phổ thông thôi, đó là thời tuổi học trò. Còn cách đây khoảng 2 năm thì em cũng có quen một bạn nữa, thì do nó không hợp. Lý do không hợp là không hợp chỗ nào em? Do bạn ấy thì ở tỉnh miền Trung, thì em miền Tây, thì do cái ngôn ngữ rồi cách sống nói chung là nó cũng không hợp nhiều thứ. Bạn ấy cũng còn nhỏ tuổi nữa. Do bạn này hơi bảo thủ, thì dù gì em cũng lớn tuổi hơn bạn đó, nên là em cái kinh nghiệm sống của em thì có thể hơn bạn đó. Nên là có cái em thấy bạn ấy không đúng thì em chia sẻ, thì bạn ấy lại cho là em lên lớp hoặc là dạy bảo này kia. Nên là em thấy hai người không hợp nhau. Bây giờ bạn nữ bên đây là sinh năm 94 á, cũng nhỏ tuổi hơn bạn nam khá khá đó. Bạn nam có ngại không? Dạ không à chị. Hơi nhõng nhẽo đó, hay khóc á, có dỗ được không? Dạ cái mấy vụ đó em làm được. Rồi bây giờ mẫu người bạn trai em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn trai em tìm là... Hỏi thử. Anh ơi, em có cao trên 1m7 mà. Anh có 1m65 em ơi. 65 cao hơn em chắc cũng được. Rồi, gì em nữa? Không thích người gia trưởng à. Anh cũng không có gia trưởng à. Em thích mẫu người của gia đình á. Và tâm lý à? Anh biết quan tâm thì chia sẻ, chứ anh cũng biết làm các công việc nội trợ. Có mới nói nha. Rồi hết chưa, còn yêu cầu. Anh có thích bạn gái biết nấu ăn không nè? Anh rất thích là bạn gái có nếp sống vừa truyền thống vừa hiện đại. Ví dụ như truyền thống là khi về thì là nó là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, biết chia sẻ đến chồng con. Còn khi ra đường thì biết giao tiếp, biết cách nói chuyện với mọi người, biết cách ăn diện với mọi người. Được không em gái? Dạ được ạ. Được rồi ha. Anh ơi, em thích trà sữa lắm, anh có mua cho em uống được mà. Trà sữa là anh cho em uống thoải mái. Hầu như là một tuần em sẽ uống 2-3 lần, nên em uống nhiều trà sữa em hơi tròn tròn, anh ấy chấp nhận được mà. Dạ được anh, tròn tròn. Về nó pha bình trà với hộp sữa, nó cứ để thế nó chơi. Nó uống từ sáng đến chiều luôn. Nhõng nhẽo nhưng mà có ghen không nè? Dạ có. Ghen ít anh. Thứ mà nhõng nhẽo mà ghen là mệt lắm nha. Bây giờ em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Cách nói chuyện thì em thấy cũng hiền, dễ thương. Dễ thương thì có, nhưng mà chưa chắc hiền nữa nha. Chú ơi, cháu bây giờ chú đem cái này chuyển sang bạn bên kia đụng chú. Cái này là gì đây? Ăn nha con. Con ơi, tôi biết ăn cho bạn trai hả? À, con làm đây đúng không? Dạ. Nè, bạn gái làm món này nè, món gì đó, không biết, nhìn không biết. Đây là cá chiên, làm xong chụp hình đó. Đây là món gì? Mướp tàu tỏi hay gì nè? Sai rồi chú ơi, đó là cà chú. Này mà ai mà nhìn ra cà tím mơ hành, tôi thua gì cũng thua chứ. Không có màu tím hả? Nó còn nhỏ nên nó phải mất 10 tím chú. Do chụp nó hơi bị mờ nên là nhìn nó cũng món không này món nhỏ. Trứng gì? À, món đó là món cá với trời đại ơi chú ơi chú. Ông nào nói cá thay đổi tư. Đây là sáng tạo làm món mà nói món gì? Chuyện hay chú. Đúng rồi. Vì là món mà người ta nhận ra là nó bình thường. Chính xác, nhận không ra thì bảy ơi bảy giờ cái gì mà thì chứ chê nhà gái tôi dữ vậy không biết nữa. Người ta có lòng người ta nấu ăn cho là hay lắm rồi. Dạ, được không? Bây giờ dám ăn được mấy món đó không?
Dạ được, em dễ ăn lắm, gì em ăn cũng được hết. Nếu bạn đặt hết cái tình cảm vào món ăn thì em cũng sẽ ăn. Cái mô đen này là mô đen kiểu gì đây? Sao nó dựng dữ vậy, giống như lúa vô mùa gặt vậy? Đưa lại món ăn tôi coi, cái gì mà ông mai ông chê dữ vậy, cái tóc này nhìn. Trời ơi, Hoàng rapper em tôi tóc cũng như vậy mà nó còn thua ông này nè, ông này còn dựng hơn Hoàng rapper nữa. Chị nhìn ra không? Ăn được, được rồi. Khổ ghê, trả lại con về con chụp lại cho nó đẹp. Bây giờ hỏi bạn gái nè, con có thích bạn trai đeo mắt kiến không? Dạ có chút, nhưng mà con thích bạn trai có răng khểnh hơn. Dạ. Ông nhăn răng ra coi. Thằng có chưa? Nó khẩn đều hết trơn á. Mà chị Vân thắc mắc ai thiết kế cho em đầu tóc đó vậy? Thiết kế cái gì? Tại người ta thấp, người ta để tóc xuống cho nó khít. Giống như bên ba đây bạn nữ quốc đôi dài tóc thì mình cũng chơi cái máy một tóc không? Thiệt là mô đen quá xá luôn à. Lấy về ở đâu em, mình có làm dâu hiện không? Hiện tại thì em lập nghiệp ở Sài Gòn thì chắc em có thể sống ở Sài Gòn. Rồi thôi chị hiểu rồi. Anh này là hơi fashion nha, em có thích mô đen không? Con chỉ thích là kiểu mẫu người cao cao, mặc sơ mi trắng hoặc là quần tây thôi. Có sơ mi trắng này chứ bộ. Giấu rồi, là hai bên trò chuyện nhau rồi mình khảo sát người thân có ý họ sao nha. Hôm nay mình đi với ai? Dạ con đi với chị họ. Đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh cũng như là chị Cát Tường, hai bạn chơi cũng giống như là khán giả có mặt ngày hôm nay. Nãy giờ mình xem qua cái cách trò chuyện của hai bạn thì mình thấy bạn nam có vẻ như là nhút nhát, không thuyết phục được cái Đào, còn Đào thì nó rất là nhiệt tình. Cái tính nhiệt tình của em nó thì đâm ra cho những cái bạn nam nhiều khi cảm thấy sợ, nhưng mà thật sự là em nó rất là tình cảm, cho nên là hy vọng rằng là qua cái cuộc hôm nay thì hai bạn có thể là có một cái chút gì đó chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Em có đi với anh với chị sếp em với anh hai của em. Rồi anh hai ruột đó hả? Dạ. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và kính chào tất cả quý vị trong khán phòng mình hôm nay. Thì em là anh trai ruột của Hoàng. Nhìn chung cái em gái bên đây đó thì nghe hai em nói trò chuyện thì em thấy là hai em nó cũng hợp với nhau. Còn riêng về Hoàng á, thứ nhất á, Hoàng sống á, thì từ nhỏ thì sống chung gia đình nhưng mà rất là nội tâm. Anh cũng nói với em gái là em cứ an tâm về cái công việc mà trong gia đình. Hoàng là người anh có thể nói là rất hoàn hảo trong gia đình. Anh chỉ nói ít thôi, rồi còn lựa chọn á, thì theo anh nghĩ là hai đứa lên đây đó là một cái duyên rồi. Thì còn cái nợ thì hai đứa coi cái tìm hiểu thì nếu mình được á thì gia đình cũng sẵn lòng là năm sau là sẽ tiến hành cho hai đứa. Vậy dạ. Thôi, cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ mở rào cho hai bên giáp mặt với nhau ha. Mở rào. Em cảm ơn. Đây là tấm thiệp do chính tay anh làm thì cũng đúng ngành nghề của anh. Thì đây là tấm thiệp bạn muốn hẹn hò. Thì nếu bạn em có chấp nhận bấm nút với anh thì em sẽ cái điền cái tên của em vô đây. Anh đã điền cái tên anh vô đây. Dạ. Em cũng có món quà em tặng anh nè. Đây là món quà em tự làm. Khéo tay quá. Ở đây là món quà em giải thích tiếp món quà em ha. Nó có ra ý nghĩa. Hôm nay em với anh gặp nhau ở đây là cái duyên này. Em mong là mình cho nhau một cơ hội. Ý nghĩa thứ hai là em tặng anh một chiếc chìa khóa. Thứ nhất là mong là sự bằng sự chân thành và sự ấm áp anh có thể mở cửa cho tim em. Và nếu mà tiến xa hơn nữa thì chúng ta xây cho nhau một cái nhà. Trong cái nhà thì dĩ nhiên là không thể thiếu những cái bữa cơm gia đình. Tuy là em nấu có vẻ là giống như chú nói không được, nhìn không ra món, nhưng mà em sẽ cố gắng. Em cảm ơn. Dễ thương quá trời luôn. Rồi hai bạn dạ, anh cảm nhận về nhau về em như thế nào? Thì kéo em bức màn thì anh thấy em nói chung là dễ thương. Dạ. Nhìn cũng hiền. Dạ. Thời gian rảnh thì thường thường anh làm gì ạ? Anh rảnh thì anh cũng thường ở nhà, còn khi mà nào mà bạn bè ngủ đi ăn uống này kia thì anh đi thôi chứ. Tại vì đi làm thường anh cũng đi làm ngoài nhiều nên là cũng ngán công việc đi ngoài. Dạ. Vậy là hiện tại anh đang ở quận 12 ạ? Không, anh thì anh ở quận 6. Còn em? Em làm thì em làm ở Tân Bình ạ. Tân Bình. Em ở thì em ở quận 8. Rồi quận 8 thì cũng gần anh. Dạ. Em hướng là bao lâu nữa em mới lập gia đình được? Em nếu mà em yêu thì em sẽ cưới. Không quan trọng thời gian, nếu mà tìm hiểu được thì 6 tháng em sẽ cưới. Tại vì anh là tuổi năm nay anh 33 thì gia đình nói tuổi 33 là không nên kết hôn thôi. Chứ còn qua tuổi đó thì gia đình sẵn sàng. Dạ. Hẹn hò được thì em có thể sắp xếp là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần? Dạ chắc khoảng lần hai lần, tại vì tối em còn đi học nữa.
sau này lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Thì thường kinh tế thì người vợ thường quản lý rồi chị. Mình nhớ quản lý chiều em mới thích để em cà phê rồi với bạn bè được. Rồi bây giờ bạn nam đứng lên đi, tiến tới bạn nữ cho mạnh mẽ, thấy thấy bạn nam xìu xìu xìu. Biết giới tính có rõ ràng không nữa, đứng thẳng lên, tiến tới nắm tay bạn nữ nói một câu gì đó cho nó thuyết phục để quyết định người ta có bấm nút hay không. Chắc anh em cho phép anh chúng ta. Cuộc đời anh là một đường dễ thẳng, nếu gặp em anh chấp nhận với em. Bạn gái thấy được chưa? Dạ được. Rồi được rồi thì rút tay lại. Vì cuộc đời anh là một đường đi thẳng, mà gặp em thì cuộc đời em là một đường đi thẳng. Rồi gặp em thì sao? Anh chấp nhận rẽ ngang. À, anh chấp nhận rẽ ngang. Nãy giờ đó là ít phút chúng ta trò chuyện với nhau ha, để phần nào cảm nhận được nhau. Nếu trái tim chúng ta rung động thì chúng ta hẳn bấm nút. Nếu chúng ta cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm thì không bấm. Rất thiêng liêng nhé. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Hồi nãy nói làm sao? Nếu mà em đồng ý bấm nút thì em ký vô cái thiệp này hả hay làm sao? Hôm nay có một sự trùng hợp là bên nào cũng thiết kế cái chương trình bạn muốn hẹn hò vô hết. Em hãy dùng cái chìa khóa này mở trái tim của bạn gái. Bạn gái nói đó. Rồi một chút xíu xuống là kêu bạn gái ký tên đóng dấu vô luôn nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Thủ tục của chương trình hôn nhau. Rất nhẹ nhàng. Cao hơn em từ 65 trở lên. Có muối càng tốt. Nghĩ sao có muối thì em thích 6 muối càng tốt. 3 vòng ổn định. Cái gì? 3 vòng ổn định. 3 vòng ổn định. 90, 60, 90 ạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrand Biên Hòa, và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. À, dạ. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là? Dạ các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 917 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền, ngoan. Rồi... hiền, ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy mẹ em nói. Đa số em nhận vậy. Xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ... hát? Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ dạ, cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Bây giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm, vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói, với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy nhạc. Mẹ em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì, say du 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 gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ ưu điểm của em là thích thể thao. Thể thao. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều.
xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tử tế để yêu, độc thân các ê vì trong tư thế ngẩng cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới, vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương, bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi, có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? À, khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. À, nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình dạ. đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để trâu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay dạ. đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? À, dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm ạ. Thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? À, em chỉ yêu đơn phương thôi chứ không phải là... À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có muối hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có muối không? Có muối không? 4 muối đó chị ạ. Hả? 4 muối. 4 muối hả? Ráng tập cho thành 6 muối nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng... ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chiều cao thì 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhiều nữa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng của ấy muốn khi nào? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao biết? Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi cô ấy giống Nhã Phương không á?
Ừ, hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong gì đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi hả? Dạ sinh đôi. Nói là nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho cô em kia thế nào? Chắc rất xinh xắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai không? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Thì, về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, em có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không, cái chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói, thì nếu mà anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Bây giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có muối nào chưa. Rờ mần mần mờ, cứ kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên, ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh Trắng này to không? Em thấy là chắc được đủ size rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cũng lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi.
Tiếng sáo là réo rắt lắm đó nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. Làm lại, nghe coi. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À, dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó bắt chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn là có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, mà hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười hoài vậy. Dạ em không biết nói cái câu gì hết. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật. Cô ha. Anh xin nhận nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi. Mà lính nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? Nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tỏa nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Tay giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hà. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. Cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau nữa đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Mọi người đợi em tiền móng có pha một tí hiện đại, đừng có nam tính như là năm anh. Mà thôi nam em. Em nghĩ là em rất tàn tật rồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em.
Và chúng ta giới thiệu về mình. Em giới thiệu về mình trước. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nhật Trang. Em hiện là giáo viên cấp 2 của trường Chu Văn An quận 1. Em ở Thủ Đức. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26. 26 tuổi, dạy môn gì? Dạ, em dạy văn. Dạy văn. Rồi, bên kia, mời giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Cường, sinh năm 1988. Hiện quê quán ở Bến Tre. Bạn làm nghề gì? Dạ, em hiện nay là kỹ sư bên mảng viễn thông. Chúng ta trải qua mấy mối tình rồi bạn? Mối tình chính thức thì em chưa có. Tại chủ yếu em mới hai mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ. Cũng lạ nha, trai giờ sao còn riêng nhiều quá nha. Bạn nữ thì sao? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba chị. Ba mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? Dạ, cách đây khoảng gần 2 năm. Cái ưu điểm với khuyết điểm của mình là gì? Em nghĩ chắc là sống lạc quan, vui vẻ, khá là hòa đồng. Tính tình em thì hơi thẳng thắn. Thế mình có cái tật xấu gì không? Thứ nhất á, là em ở đây cũng khá là lâu rồi nhưng mà em không có rành đường ở Sài Gòn. Rồi còn một điều nữa là nhiều khi á, do công việc của em á, khá là bận, khá là nhiều. Cho nên mẹ nói là em hay hơi lười chút xíu. Tại vì khoảng thời gian mà em rảnh, em được nghỉ ở nhà thì em thường hay dành cái thời gian đó, một là ngủ, hai là lên giường và đọc sách. Em có thể đọc sách hoặc lên giường nằm chơi trên giường từ sáng đến chiều. Vậy là không làm việc nhà luôn, mẹ làm hết? Dạ không, công việc nhà thì em làm. Ý là vậy khoảng là thời gian rảnh rỗi. Mình rảnh rỗi, dạ. Mình có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Mỗi người lẫn em có thể là thân hình nó cân đối một tí. Bạn có thích mẫu người nó nhìn nó... Tóc hơi dài một tí. Tóc dài, rồi dạ. Hiện đại hay là thích cổ truyền thống? Em thích người phụ nữ truyền thống nhưng có pha một tí hiện đại, chứ đừng có truyền thống quá. Rồi, mình có tiêu chuẩn giống ai hay là như thế nào không? Cái mẫu người lý tưởng của mình á. Em thích những mẫu người mà hiện hiện kiểu miền Tây á chị. Như là Hoa hậu Nam... Hoa khôi Nam Em. Cũng ước mơ cũng gần quá ha. Cái đó là hình mẫu lý tưởng thôi anh. Còn hiện thực thì mình làm sao? Rồi, bây giờ em không thích gì ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là nam tính, tính kiểu như tomboy quá. Với lại ăn mặc thì kiểu lè lẹt quá. Nghe bạn nam chia sẻ vậy thì bạn nữ cảm thấy như thế nào? Mình có đúng cái tiêu chuẩn bạn nam đưa ra không? Em nghĩ là em rớt toàn tập rồi. Sao vậy? Thứ nhất em khá là nam tính, khá là hiện đại. Anh đâu, anh nó vượt truyền thống có chút hiện đại mà. Nhưng mà nghe thì chắc là cái truyền thống nó sẽ nghiêng nhiều hơn lại lên cái hiện đại. Nhưng mà cái đó chỉ là một trong cái suy nghĩ của người ta thôi. Khi mà người ta gặp nhau thì hình như mọi thứ đó nó không là vấn đề gì cả. Đúng rồi. Trong tình yêu mà đôi khi mà mắt nhìn mắt mà tiếng sét nó đã có rồi thì bất chấp. Cái đó tiêu chuẩn tính tắc tham khảo thôi. Tham khảo thôi. Dạ. Đúng rồi. Bạn nữ có đặt cái tiêu chuẩn bạn nam như thế nào không? Em vốn dĩ là người đơn giản. Cho nên chiều cao chỉ cần cao hơn em. Về tính tình thì đơn giản người đó sống hòa nhập, đó là sống vui vẻ, hài hước. Người đàn ông thì lúc nào nên nói thì nói, lúc nào nên trầm thì trầm. Là người biết lo và quan tâm cho gia đình. Bạn thấy yêu cầu bạn gái bên kia có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm không? Dạ em thấy cũng cỡ hơn 50%, tại tính em cũng trầm lắm. Chứ không có kiểu nói nhiều. Mình có điểm nào không thích ở người bạn trai không? Dạ thứ nhất là luộm thuộm. Thứ hai là gia trưởng. Em hai người mới chia sẻ với nhau, không áp đặt suy nghĩ của người khác cho nhau. Vậy thôi. Đơn có lượng thợm không? Cô nói cô đơn giản, tôi dạ, thấy không có đơn em giản. Em ngăn nắp chứ không lượm thợm. Ở mình không. Ở sống này ngăn nắp gọn gàng. Có gia trưởng không? Dạ không, em dân miền Tây mà em dễ lắm. Căng căng là không gia trưởng rồi. Nè vậy em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì dạo này hay quên, với lại cẩn thận quá. Cẩn thận quá, nhiều khi công việc nó chậm rồi tò toàn quá. Nó không có công việc hay là sự nghiệp nó cũng không thành công lắm. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Đám cưới hay là hôn nhân thì tùy theo cái sự hiểu nhau giữa hai người thôi. Em không có quan trọng cái thời gian. Rồi được. Hỏi hết giùm em rồi đó nha. Nghe hết rồi nha. Cô kia cũng ngồi nghe chắc say đắm nên qua xem thế nào nha. Chào em. Chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói qua nói lại thì em là người cá tính đấy. Nhưng nếu gặp một ông chồng mà cái cá tính nó yếu hơn em thì em nghĩ sao? Dạ có thể là cũng tùy anh, bởi vì chia sẻ cho nhau chút xíu, bồi qua đáp lại chút xíu. Em mạnh mẽ thì người đó sẽ làm em dịu lại. Cô giáo đó. Anh giáo dạy văn thiện lắm á. Anh đi hỏi rồi nói mà nãy giờ anh ngồi rung lắm. Giờ khoảng chừng nào cưới được nè? Em nghĩ chắc sẽ lâu. Tại sao? Sao vậy? Tại thấy có vẻ suy nghĩ nó chưa được hợp nhau lắm. Cần thêm thời gian nữa. Nãy giờ em với anh nói em cảm nhận được bao nhiêu phần trăm là hợp với mình? Dạ chắc chưa được một nửa đâu anh. Chưa được một nửa luôn hả? Dạ. Biết đâu được mình gặp nhau
mình nhìn nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì sao? Dạ. Chờ tới lúc đó ta sẽ quyết định. Dạ, bây giờ vậy, mình thăm dò thêm ý kiến của những người thân đi theo mình đi. Dạ. Này, em có đi với ai không? Dạ, em đi với anh họ của em và một người bạn của em nữa. Rồi. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào bạn. Dạ, em là anh họ của Trang. Với Trang nhà em á, thì nhìn bề ngoài có vẻ là mạnh mẽ, phá cách, nhưng mà em là một người rất là sống rất là tình cảm. Trang là chị cả, có một em trai nữa. Và việc trong gia đình á, là thường là Trang quán xính mọi thứ. Từ nhỏ Trang đã lo lắng cho công việc của gia đình và chăm em nhà cửa là rất là chu đáo ạ. À, vậy bạn nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Anh thấy anh trai bên này là rất được đó. Cùng ngành với anh rồi, anh thấy về tính cách là nhìn anh rất là hiền, cũng dễ thương. Cảm ơn. Vậy là đồng ý rồi đó. Bạn trai bạn đi với ai? Em đi với hai người bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Thì em là bạn của bạn Cường, thì du học từ thời sinh viên, bây giờ cũng làm chung ngành, cũng chung chỗ luôn. Quen bạn từ lúc mà em chưa có người yêu, bây giờ có người yêu, có vợ, có con rồi. Mà anh vẫn vậy. Dạ. Anh trai, em kiểm chứng giới tính của anh chưa? Dạ, là nam tính chứ không phải nữ tính. Dạ. Rồi, bạn nhận xét bạn nữ bên này như thế nào? Thấy bạn cũng có tính chất là cá tính như hiện đại. Mặc dù bạn nói là bạn là nam tính thì nói chung mà thấy đó cũng ok. Cảm ơn bạn. Cường, anh nói thế này Cường. Mình nhút nhát nhưng mà ngồi trước phụ nữ á, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên chút xíu. Ha? Dạ. Chứ hồi xưa mà anh chưa có người yêu, anh đi đâu người ta nói anh đê đê thôi. Rồi, bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Mạnh mẽ lên ha, Cường nha. Dạ. Rồi, chúc mặt lên. Kéo mặt lên. Nào. Đầu tiên gặp mặt. Nó lớn lên. Đây con ơi. Cường nó lớn lên nha Cường. Dạ. Nay mặc áo tình nhân rồi ha. Khi mà em gặp mặt anh thì em có nhận xét như thế nào? Ban đầu em nghĩ là anh hơi kỹ tính, cẩn thận, chân thật, mẫu người truyền thống chút xíu. Thì hồi nãy anh có nghe em nói không biết làm việc nhà thì anh thấy em hiện người phụ nữ quá hiện đại đâu. Dạ, hiện đại đâu có nghĩa là không biết làm việc nhà đâu anh. Dạ, thì anh cũng thích làm việc nhà lắm. Với lại anh nói chuyện cũng không hay lắm cho nên nhiều cái nói nó không có rõ ràng lắm cho nên không, em có thể thấy không hợp. Dạ, em dạy văn em có thể từ từ bồi dưỡng thêm. Nói chung là hiện nay anh bối rối, hai chân không biết để đâu. Cái tâm lý mà đúng không? Dạ. Tôi rất là bối rối, bây giờ nói nó không có tự tin. Tự tin lên. Bây giờ đầu tiên mình cảm nhận về người đối diện mình như thế nào? Đầu tiên anh thấy em thì có một cái gì đó là phù hợp với lại cái người phụ nữ anh đang tìm. Lại thẳng tính thì anh cũng thẳng tính, anh hay nói chuyện mà làm người khác không thích anh lắm. Hoài vậy không biết nữa à. Còn nghiệp nhút nhát mà, thôi thông cảm cho người ta, có anh đứng đây nè. Đừng lo, cho anh nói đi, thoải mái đi. Thì anh thấy là nếu mà có cơ hội hẹn hò hoặc có tiến tới cái xa hơn á, thì anh nói chung là điểm tựa cho em và luôn luôn mà tạo cái niềm vui cho cuộc sống. Em gái? Dạ, em nghĩ là quan điểm cá nhân hay là những điều mà mình suy nghĩ từ trước đến giờ nó chỉ là một định hướng thôi, chứ nó không hẳn sẽ là con người mình sẽ chọn. Cho nên em nghĩ cũng có thể nếu chúng ta không tiến đến xa hơn, chúng ta có thể làm bạn. Ok, không sao. Rồi, hết thời gian. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Rồi, đặt tay lên nút bấm đi bạn. Trên sóng truyền hình, trước hàng triệu người theo dõi, người thân của mình, bà con, hàng xóm, họ đang chờ giây phút này. Những giây phút hết sức là nghiêm túc. Chỉ 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút là tiến xa hơn và tạo cho mình một cơ hội. Còn nếu không cảm giác trái tim nó rung động, không cảm giác hợp với nhau, chúng ta có thể không bấm nút. 1 2 3 Chúc mừng. Nào, tôi là người mừng đầu tiên. Tôi thấy bạn gái bấm nút là một cái niềm vui đối với chúng tôi. Tôi tưởng bạn gái... Dạ, em cũng tưởng vậy. Cũng tưởng vậy đúng dạ. Không? Nhưng bạn rất bản lĩnh. Cho dù tưởng vậy, nhưng mình vẫn cứ bấm. Hãy nắm tay bạn gái. Dạ, nắm tay. Sao xinh? Nắm là nắm. Chứ anh mới tan sao? Hả? Đây gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Ha?
Đây là một chàng trai rất là dễ thương thật sự. Bạn ấy rất là nhút nhát thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ rằng với một cô giáo dạy văn thì anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ anh ấy mạnh mẽ hơn. Bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mời bạn Nam. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ sau bức màn. Em tên là Trần Đăng Tùng. Hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh bên lĩnh vực báo giá. Báo giá tức là kiểm tra giá xong rồi báo cho khách hàng. Không, tức là em làm ở trong cảng cả Sài Gòn bên quận 2 bên Cát Lái á. Khi mà container nó vào nó có hư hỏng gì, em là người ghi lại cái hư hỏng đó. Còn nó không hư hỏng thì thôi đúng không? Nếu nó không hư hỏng thì thôi. À, tức là khi người ta nhập hàng vào mình kiểm tra rồi báo thôi. À, đơn giản như vậy. Mình bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28 tuổi. Quê ở đâu bạn? Dạ em quê Thanh Hóa. Rồi, bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình. Em tên là Trần Thị Minh Trương ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên ngành về thiết bị vệ sinh. Quê em thì ở Quảng Nam ạ. Làm thiết bị vệ sinh hả? Những thiết bị trong nhà tắm hay nọ chị. Bếp, nhà tắm, dạ. Mình có những sở thích gì? Em thích nấu ăn. Sở trường của em là cắt bánh gỏi và em nấu mì Quảng á chị. Tại đặc sản của quê em. Đúng rồi, Quảng Nam ha. Em cũng rất là thích đi du lịch, đặc biệt là rất thích biển ạ. Em cũng mong muốn là sau này em với người yêu đi được nắm tay đi dạo biển ạ. Trời ơi, lãng mạn quá. Sao bạn thích nắm tay đi dạo biển với bạn gái không? Dạ em cũng thích biển, cũng thích ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một người bạn thế nào? Thì bạn nữ là nhẹ nhàng, dễ thương, biết quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu có thể thì biết nấu ăn một chút thì tốt. Rồi, bạn kia thích nấu ăn rồi đó. Biết nấu ăn ngon. Ừ. Mình tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, bạn nam là cao từ 1m67 trở lên. Chung là gương mặt thì ưa nhìn, không mập không ốm. Bạn nam là phải biết tự lập, có chí cầu tiến, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn trai nghe những cái tiêu chuẩn đó thì bạn cảm nhận mình được đạt được bao nhiêu phần trăm? Tự lập. Có tự lập. Có tự lập. Đúng rồi, bạn nói với mình mà. Đúng rồi. Từ khi mà học phổ thông thì bắt buộc là phải tự lập nhiều rồi. Gì nữa? Tiêu chuẩn cao quá à anh? Không có, mà là chỉ nghe nhớ được là có tự lập thôi, còn mấy cái tiêu chí kia là em cao 1m mấy? Chưa nghe hết. Đủ hết. Em cao 1m68. Dư được phân. Dư phân. Quan tâm đến người xung quanh, gia đình. Cái đó thì là em sống cũng tình cảm, nhưng mà có một cái nhược điểm là không biết thể hiện nó không hiện ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Mình giữ trong tâm thôi. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với cái mùi thuốc á, em không có thể ngồi bên đây không có thuốc. Dạ. Thứ hai nữa là phải gọn gàng, ví dụ như là đi làm phải quần áo là phải ủi, rồi tóc tai thì ví dụ râu đi dài thì phải cắt cạo đi. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có râu. Gọn gàng, quần áo ủi, tai sạch sẽ. Còn gì nữa không? Khi mà em nhìn á, ánh mắt đầu tiên của em nhìn em có cảm tình là được rồi ạ. Cũng đơn giản, mặc dù đưa ra nhiều tiêu chuẩn nhưng mà cái câu kết là khi nãy mình nhìn thấy được là được. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Thì em cũng là một người rất là tự lập, em rất là năng nổ và nhiệt tình. Em thích nghe nhạc và thích hát. Bây giờ em có thể hát một câu. Dạ được. Xa hơn dấu vết cõi tình đau thương mênh mông, qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịt mùng. Dán đôi tay ngon đón yêu thương đàn về, và từ đây ta tự coi mê. Nghe dân Thanh Hóa hát nè, mời em. Sở thích của em là em thích nghe nhạc dân ca. Xin tặng mọi người một bài dân ca. Dân ca. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông, giọng họ dễ thương. Thôi được rồi, đủ rồi. Quên mất rồi. Gì vậy trời? Bạn bên đây hơi là rung. Tôi nghĩ rằng cái cá tính hai người thì bạn bên kia bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, nhưng mà em có những khuyết điểm gì? Tính em cũng rất là thẳng và cũng hơi nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so bình thường. Còn mức độ mà nặng hơn, cao hơn á thì em sẽ không nói nữa, em ngừng im lặng và em bỏ đi ra ngoài. Em chào anh ạ. Mức độ lên cao nữa tôi làm căng thẳng lên nữa rồi sao? Không, tới cao là em đã đi rồi là anh không làm được gì nữa đó. Kéo tôi là kéo lại luôn. Anh kéo em cũng im à. Tới mức là em im mà không ai làm được gì em nữa đâu. Được. Cô dạ. Rất là chững chạc. Dạ. Thường nói hiền lắm. Cái này mới quan trọng nè.
Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Biết. Ở Hà Tĩnh hả? Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Chuẩn bị xây, thiếu tiền xây, hùng vô xây. Gì vậy trời? Em thì em thích một người đó gọi là mạnh mẽ một chút, làm em sợ. Làm em sợ chi? Có người chỉ bảo em thì em ngoan hơn. Anh này không biết chỉ bảo đến hỏi chỉ bảo được nha. Anh khoe là em hiền, em mới mua đất đúng không? Hay lắm, anh biết không à. Ủa nó chơi có thiệt hả? Có thiệt. Đất đâu vậy? Dạ có chín. Mà có mua tiền đất xây, rồi có là xây có chưa? Tiền xây. Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu, 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Ừ đó, đừng có nghe là Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Trời ơi cô ơi, từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng. À mình không thích cái điểm gì á người bạn gái? Lụm thụm. Lụm thụm. Tức là không gọn gàng. Bên kia gọn gàng sạch sẽ, không ở dơ, yên tâm. Còn gì nữa? Không phải là cần là đẹp lắm nhưng mà nhìn được. Bên kia hơi bị được. Cái từ được thì nó rộng lắm. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Như ca sĩ Minh Hằng. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoáy mũi. Nghiến răng thì răng là... Ngủ hay là bình thường? Ngủ lúc ngủ á. Ngủ đâu không biết thôi. Nhưng cái chuyện ngoáy mũi là mất lịch sự lắm, đôi khi nói chuyện người ta cứ... Không. Em ngoáy khi mà có một mình em. À thì được. Thì ai thấy đâu. Chứ đừng có đứng trước mặt ta, về gặp bà già vợ cái... Ba sao giờ ba? Yên tâm, cô kiểu điều khiển được, tôi biết mà. Được không? Được rồi. Em có đi với ai không? Có, em đi với hai chú em. Chú ruột hả? Dạ. Tôi chào anh Quyền Linh. Chị Cát Tường, tôi là và chú Viên này là chú ruột của cháu Tùng. Hôm nay á, thì cháu có nói là chú hôm nay chú đừng xuống cơ quan nữa. Chứ vì hỏi cháu là tại sao lại không xuống cơ quan nữa. Và hôm nay cháu có vợ rồi. Tôi có nói một cái là bờ mới hôm nay có vợ rồi thì chú cũng không đi làm nữa. Gia đình cháu á, thì cháu là con một. Bố năm nay đã về hưu vừa rồi. Em bố mẹ thì cũng trông cho cháu là có vợ thôi. Chú thấy là cô bên này cũng được. Còn là làm sao các cháu sống với nhau mà phải có cái tình cảm. Thứ hai nữa là phải thương bố mẹ, vì nhà cháu có mình cháu thôi. Chứ nếu không may mà lấy những cái cô mà cháu hiền quá, đâm nhiều khi cô nó sai, mất lòng bố mẹ. Nên chú thấy cái này là quá tốt rồi. Bao nhiêu năm cháu vẫn bơ vơ một mình rồi. Còn nếu như cháu bây giờ mà cháu đồng ý thì cháu tổ chức cưới. Chú lo. Thì chú cho hết tiền bia. Hay quá. Ôi trời ơi, tốt quá. Đó, chú cho hết tiền bia. Đất thì là tôi đã mua cho sẵn rồi. Cũng đang chuẩn bị, nếu như cháu chỉ cần ưng ai là chú sẽ cho vay tiền làm nhà. Rồi, ngon luôn. Chú thấy thế là đẹp quá rồi. Rồi, cảm ơn chú. À, bạn em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu với lại những người bạn của em đó. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Lúc nãy bạn Trương có nói là bạn có nóng tính. Bạn nói nóng tính thì hơi bị quá. Là bạn thẳng tính thôi. Bề ngoài bạn thì bạn rất là sôi nổi, nhưng mà là trong bản chất của người bạn á thì rất là sống rất là tình cảm, người thân trong gia đình quan tâm rất là nhiều. Bạn Tùng này thì hiền, thấy chăn chắc. Theo ý em thì hai bạn nên cho nhau cơ hội, nên bấm nút đi. Đó là những ý kiến rất là chân thành của những người thân của ổn mình đó. Bây giờ phần còn lại đó là quyết định do của hai bạn. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Mình có 2 phút để nhìn thẳng vào mắt nhau bạn nha. Bây giờ bạn tưởng tượng người phụ nữ phía bên kia bức rèm như thế nào? Tưởng tượng đi. Không biết nói sao. Không, thứ nói đại đi, tưởng tượng sao nói vậy? Cao. À, cao. Nghe giọng nói có vẻ thanh thanh. Thanh thanh. Không mập lắm. Ừ. Tóc dài hay ngắn? Nghe giọng nói mà biết tóc ngắn. Cao. Tóc ngắn. Trời. Hai ba nhào vô ôm hung liền nha. Hay vậy ta. Bắt đầu. Chờ anh. Trời, cậu chú với nhắc tuồng cái đem qua. Anh chờ tới lại. Em cũng có quà. Mừng ngày gặp mặt ạ. Cảm ơn em. Dạ. Quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Là em yêu chân thành và nghiêm túc. Thì mình nên thẳng thắn chia sẻ và là mình bộc lộ hết tất cả tính cách của mình ra như thế nào để đối phương hiểu được và biết được có chấp nhận được hay không. Đang tìm hiểu thì cái đối phương của mình có những cái đặc điểm hay là những cái tính mà bản chất mình không cảm thấy là không thích, thì lúc đó anh sẽ muốn cái đối phương của mình á sẽ thay đổi theo ý của mình, hay là anh lại học cách, bản thân anh sẽ học cách chấp nhận những cái tính đó. Tức là trao đổi để cả hai bên cùng thấy nó hợp lý là được, còn cứ không nhất thiết là phải theo một người nào đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Dạ nói chung là em cảm thấy có nắng rồi. Bạn trai cảm nhận như thế nào? So với cái trí tưởng tượng của em thì cũng không khác nhiều lắm. Anh thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn ạ? Anh thích con gái tóc ngắn hơn. Dám nói tóc dài à?
Em có muốn nói gì với hai chú trước khi mình quyết định không? Đầu tiên thì con gửi lời chào hai chú, nhưng mà về thời gian thì con nghĩ phải có tiếp xúc thì con mới hiểu hơn về cái gia đình mình hay là như thế nào, tại vì khác vùng miền á. Chú có nói trước mắt thì chú thấy các cháu là được rồi, chú động viên các cháu. Về sau khó khăn như thế nào thì cũng có các chú ở đây cả. Các chú quân đội mà hiện tại bây giờ chú đang công tác ở bên quân đội. Tùng là lính của chú, vừa là cháu mà cũng vừa là lính. Tùng thì nó rất ít nói, cho nên là cháu cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đấy. Chủ yếu làm sao các cháu cảm thấy hợp được. Từ nay đến cuối năm các cháu cảm thấy chỉ thông báo sớm một câu là chú gọi bố với mẹ vào thôi. Bây giờ bố mẹ ở có mình ngoài kia trông coi cả một cái gia tài ngoài kia, không có ai cả. Dạ, cảm ơn chú. Rồi đó, ổn rồi đó. Thấy các chú cũng quyết liệt lắm rồi đó. Quá vững chắc. Đồng ý hẹn hò không hẹn hò đó là quyền quyết định của hai bạn. Sau 3 tiếng đếm. Chú là chú muốn có vợ lắm rồi đó. 3 2 1 Hết thời gian. Chị cứ lo là em không bấm. Chú lo lắm, chú sợ không bấm mà. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi bạn. Đấy, mạnh mẽ lên. Người mình người lính mà, đúng không? Đây, gửi tặng hai bạn món quà của Sao Mắt Y5. Dạ, em trải qua được một mối tình hơn 3 năm. Tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Xin mời bạn nữ. Chào cưng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3. Quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là Grab Food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm, em như Bình Thủy nè. Bình em có nickname gì không? Dạ em có nickname là Bình Bò. Bình hả? Bình Bò hả? Ủa sao dạ. Lý do tên Bình Bò vậy? Dạ tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con Bình Heo. Nhưng mà tại vì Bình Heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bờ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mình nói là cái nick dễ thương mà không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ không mà không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không? Đừng có đổ uổng vậy. Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà đừng chị có đổ nha. Phí lắm em ha. Đúng dạ. Rồi. Có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai, mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hấp thuốc ạ. Em là có tính chất bạn nữ, rất thích là thích dẫn bạn nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa em nhiều không? Em thích lắm chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Bình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ em nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm không? Có thiệt luôn á. Dạ. Hèn chi lên lần 3kg đó. Dạ. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình rồi anh. Hơn 3 năm, tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao anh không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha. Nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt, tận hưởng không khí se lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa vậy đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng chị rồi. Sao thấy ai yêu nhau cũng đi Đà Lạt hết trơn vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam?
Dạ, thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ. Ủa giống nhau ta? Hai bên đều có mối tình 3 năm. Người nào kéo rào qua hai bên nó, ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không, em chưa đi Đà Lạt ạ. Em đi núi Bà Đen nên chia tay ạ. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt lẹo. Thôi tới bạn mối hẹn hò. Nắm tay. Yeah. À. Em, công việc của mình là grab food, là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi, thi thương quá. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh hiểu bom hàng là gì? Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em. Đó, gọi điện tới. À, giao tới em cái pizza nha. Trời ơi, nhà em địa chỉ đó đó. Đó, à. Đó. Xong giao tới. Chị bận rồi. Giao tới. Thế bao cái khách vừa gọi không nghe máy. Thì bạn phải ôm cái bánh pizza. Tả bánh pizza lại cửa hàng. Ai nữa vô, anh mua trả tiền rồi đem ra mà. Chết mồ không? Em chở em anh tới 5 chén chè sôi nước, 5 chén chè đậu, 5 chén chè gọi là khoai môn, 5 chén chè hạt sen, 5 ly chè cốc tay. Em chở liền đi. Anh cũng đổi tên đi, cái gì mà anh đặt về nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á, thì em làm cái gì? Để em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Rồi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy. Người ta làm mà ngành gì? Ngành nói gì vui thôi. Ngành điện tự động tàu thủy. Tại sao là cuối cùng em lại đi làm? Tại em thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển. Hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó? Tự chọn ạ. Tự chọn rồi sao nói em không hợp? Tại hồi đó em chọn đại ạ. Sai lầm của bạn trẻ là học đại thi đại rồi chọn đại đó. Tôi phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em là được rồi. Giống chị em sao? Chị em ngồi dưới á nè. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Xinh xắn quá trời. Coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. Chào em, cũng dễ thương. Nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi, sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao. Dư. Không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng. Muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? Không hô, không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên anh có dính hờ này không? Có đứa nó nói ba hờ nữa. Không hô, không hói, không hôi. Này có hai hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hỏng hô, hỏng hối. Mà còn thơm nữa. Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi. Được rồi đúng không? Cái mẫu người lý tưởng mà gái của em là em nói rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng. Cũng như xinh xắn nhỏ nhắn xíu rồi đó. Làn da sáng là sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là được. Bên đen này đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, đàn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị cũng đen sáng. Em ơi ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ chỉ cần cái mặt sáng là được ạ. Ừ có sáng. Em dạ. Không thích đàn ông cái điều y. Gì vậy trời, anh Linh anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à. Ai đâu vô lễ, em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không ghen thì người ta thương mình người ta mới ghen nên trời. Không là vấn đề gì ạ. Hơi hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính xíu. Em chịu đựng giỏi lắm ạ. Còn em không thích gì ở người đàn ông? Dạ không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. Hay không thích gì. Có thả thính lung không? Tung, thính bay lung tung là dạ, không thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là một thôi. Mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng. Mình có hay thích sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ một người. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. Anh nói rõ quan điểm, hợp lý. Được. Tức rồi. Là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Ừ. Đúng mà đã yêu thì xác định chỉ một. Không, chị hoàn toàn đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Ừ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Hôm nay dạ, hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào Nam Thư. Dạ chào chị. Chào em trai và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền,
cũng phù hợp với em. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai như nào. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư, chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài một nhà. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì chứ, thiệt hai đứa này. Bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? Anh gặp em, anh thấy em sao? Có giống trong tưởng tượng của anh không? Là cũng như là nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em về cảm nhận thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn là sao? Dạ, bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4, 5 giờ chiều mình về, rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ, vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1, 2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể cùng anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu ở đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng. Mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm, kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi mỗi tháng em chi cho anh bao nhiêu phần trăm trở lại? Em Nhật. Hỏi đi Nhật. Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Dạ thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó, nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng, ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó anh phải nói với em biết, đặng em chi tiền, còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 5-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 5-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ như mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó. Mang hóa đơn về cho tôi thì trả tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra rồi. Là hồi nãy giờ em giỡn anh thôi. Còn không, mấy cái này dạy là đi cũng anh đừng có để bụng nha. Anh cũng muốn vậy mà. Dạ. Trời dạ. Ơi. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như là tăng lên mấy lần rồi đó anh ơi. Tăng lên mấy lần rồi ha. Còn em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy dữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không nhưng mà em cảm giác cặp này hợp khủng khiếp. Ừ nhưng mà huấn luyện riết nó dữ hơn mình là mệt lắm á. Giờ mình nắm tay cái cho hết run được không? Dạ đó. Điện tới liền. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Nắm hai tay bỏ cái túi kia xuống đi. Đưa đây chị cầm cho ừ. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Mai mốt về tiền bạc anh đưa hết em muốn cho nhiêu cho. Ừ. Mình thấy
anh thấy bạn, anh thấy em rất dễ thương ạ. Hai mình cùng cho nhau cơ hội nha. Nhìn mặt ta à, anh nói anh không nhìn em. Đúng rồi. Không có thiệt tình. Anh thấy em rất là dễ thương, hay anh với em cho nhau cơ hội cùng bóng nắm nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà. Rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai thì rất là hiền. Ta bơm hoài là đúng rồi đó. Có thường gì học quá. Kinh nghiệm ở đây nha. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút hết bấm thời nè. Gian. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm. Để cho người khác bấm. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em. Đây quà cái cưng nè. Đấy, cầm. Nắm tay nhau đi. Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền. Vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi. Ừ. Chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không có đôi khi á là tạo cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị cậu ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị ha. Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à. Rồi. Từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Không đi, không đi. Gì vậy? Rồi. Xuống dưới má. Hùng cái trên trán vậy, hùng trên má nữa lỗ. Vậy thì em hùng lại đi. Đúng không? Cho nó huệ. Cho nó huệ. Chủ động mạnh mẽ lên. Anh Đức thích tính cách của em đó. Ừ. Bắt đầu. Hùng đi, hùng đi, hùng đi, hùng đi. Rồi, hay quá. Em thấy là chưa đụng ạ. Em là em thấy thơm. Không, chưa đụng không được. Chưa đụng kìa, chưa đụng. Người ta nói chưa đụng. Nào, bắt nhón, đầu. Bên kia thấp xuống. Ừ. Cái này nhón lên. Bắt đầu. Rồi. Rồi chưa? Một chút rụt rè, một chút cảm nhận về yêu, sự yêu thương. Để em. Để em đúng không? Để em. Bản lĩnh. Tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Ừ. Toàn bộ hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời đứng quay qua đó vậy, đứng quay. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngại ngùng gì nữa. Dễ thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái mình bên kia. Em tên là em gì? Em tên là Nguyễn Văn Bằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em là nhân viên quản lý về container cho một hãng container lớn của Hàn Quốc ạ. Dạ, quê em quê gốc ở Quảng Ngãi ạ. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ, em làm việc quận nhất anh Quỳnh Linh. Bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Phú Yên. Em đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại quận nhất ạ. Bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi Bằng. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo gì em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Ưu điểm tiếp theo của em là em là một người rất là thân thiện. Nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác. Thì cũng có tính bề bộn, hay vứt đồ lung tung này kia. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bụng bề vậy đâu. Em có một cái lời hứa với một cái anh thể dục thể thao. Em hơi quá cân mà em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ mời Đan. Cái ưu điểm của em thì mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Ừ. Có những cái vấn đề như em hay lời hứa là giảm cân. Nữa ha, lời hứa giảm cân mà cũng không bao giờ
thực hiện lời hứa được đúng không? Em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Đó, hôm trước anh cũng... bước lên cân á, là cái cân nó nói người này béo quá cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nó nói cân này không cân heo. Rồi à, tình duyên mình thế nào à, em trai? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình từ sinh viên. Mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc. Mời đàn gái. Dạ, thì em cũng giống như bạn thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa, thì chia tay cách đây 1 năm. Quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán. Em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Bạn ơi, dạ vâng, em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Vấn đề do người đàn ông, tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm. Hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn cái sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Dạ. Em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống mũng em. Mũm mĩm cũng giống em. Mũm mĩm giống em. Dạ vâng. Trời. Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Em không quan trọng về make up cho lắm. Trắng hay da ngâm? Như em là được anh. Em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Em nghĩ mặc váy thì sẽ đẹp hơn. À. Chào anh. Ồ, nụ cười rất là tươi. Thấy chưa? Mặc váy trắng. Trắng hơn em. Anh rất thích khi nhìn em. Ngay cái lần đầu tiên đó là nụ cười nha. Nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. À, nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Nhậu nhẹt. Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được, tại vì em uống có được. À. Nên là người đó phải uống được. Rồi. Rồi không có gọi là tính hay ghen, người đó có tính gia trưởng. Em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Bạn trai bên anh á rất chững chạc, cũng có thể là một cái chỗ dựa, tạo nên cái niềm tin ở cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Anh nói như vậy đó để bạn mối qua coi coi phải không? Đâu. Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Em chào chị Nam Thư. Ồ, dễ thương. Dạ, ủa anh đâu á? Trời, nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Vừa vừa thôi chị ạ. Nó hơi ấy chút thôi. Cũng giống như anh thôi. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn á. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Em có thích ngủ nhiều không? Em không thích ngủ nhiều, em ngủ đủ giấc thôi chị. Một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10, hai đứa bay trời sinh một cặp rồi đó. Em thì cũng hay đi tiếp khách hàng chị. Và lâu lâu phải đi giao lưu với các anh em. Nhậu việc phia thì em để nó ngủ luôn. Sáng ngày em mới tắm. Sáng tắm còn hơn. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng ngủ dậy anh tắm, anh quên anh đi luôn. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Em không? Leo lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như thế nào không, về ngoại hình đó? Có thể nghe bạn kể nó mỉm chứ càng càng giống em. Em thích vậy mà. Dạ. Mà em nói là cũng cô gái mỉm mỉm giống như em mà. Dạ, dạ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với gia đình thứ hai của em, chị Văn Anh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em Bằng thì là trai quê, chất phác, hiền lành, tử tế và rất là tốt tính. Bằng chăm chỉ lắm, mẫn cán và luôn hết lòng. Chào Thu Đang. Dạ, chào chị ạ. Thực sự mà nói thì lúc em mới đi ra, nhìn là đã có thiện cảm rồi. Em rất là dễ thương, và qua những cái chia sẻ hoặc là những cái trao đổi nãy giờ đó thì cái cảm tình trong chị dành cho em nhiều hơn.
cái thời gian thì nó cũng eo hẹp, rồi cái không gian nó có thể là nó cũng không có tiền để cho các em thoải mái và tự nhiên để mà thể hiện hay là bộc bạch cảm xúc đâu. Nhưng mà chị nghĩ là để có cái rung động thì có lẽ là hơi khó đấy, cho nên là chỉ cần khi mà rào mở ra này, mình nhìn nhau này, mình tiếp xúc có một vài những cái trao đổi nữa mà cảm thấy rằng là có cái sự cảm mến và đó là cái thiện cảm đó, thì cứ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn chị. Bằng ơi. Dạ vâng. Em giao niềm tin đúng chỗ rồi đó. Đan, hôm nay em tới đây em đi với ai? Hôm nay em đi tới với chị họ và anh họ của em cùng với bạn của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Về cho chị nhận xét luôn về bạn trai bên này. Về ngoại hình thì chị thấy là hai bạn rất rất hợp nhau. Có thêm hai đôi mắt kiến nữa rất hợp luôn. Lối sống thì hai bạn cũng mê ăn mê ngủ giống nhau. Thì chị nghĩ về là chắc là rất hợp nhau. Cứ bấm mình chống ế em ha. Rồi ha. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dễ thương, dạ, cảm ơn gia đình nhà mình. Tôi tin tưởng đây là một cặp đôi rất là dễ thương và rất là hợp với nhau. Quan trọng là các bạn có hợp chung nhịp tim hay không thôi. Mở rào. Bắt đầu đi bằng. Chào thưa Đan. Dạ, cảm ơn chào anh. Em cũng muốn quà tặng anh ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm chứ cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt dễ gần. Nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn. Mập rồi đó. Mình ăn chay được không anh? Ăn chay mà hạp là nó mập bạo nữa. Yeah. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này? Đương nhiên là phải lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Mà muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Anh vợ không có liên quan đúng không anh? Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau. Hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ công việc nấu ăn chẳng hạn. Em nấu cơm, anh rửa chén chẳng hạn như vậy. Và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao? Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Anh đi làm về muộn không ạ? Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm. Sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà rồi, thế em nấu cơm à? Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên, anh nào biết anh nào có hay. Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá. Cảm ơn. Đan ơi. Dạ. Yeah. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Thì em có cây bút, em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Em muốn là một người đàn ông bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự. Và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người gần như là hàng ngày. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là anh dùng cây bút để vẽ lên cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời ơi. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chồng xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Rồi bây giờ là tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Bình tĩnh.
Đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị. Để em. Để em đúng không? Để hay em quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời điện đứng quay qua đó vậy, đứng quay. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngay ngôn gì nữa. Dễ bạn thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dễ thương hết sức. Đụng tóc rồi cưng. Tôi hôn vào má cô ấy. Đúng không? Đầu tiên nó quan trọng lắm. Làm lại đi bằng. Dạ anh xin phép lại. Không có cái lỗ tai nó nhột lắm. Kỳ bạn quá. Bạn đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không. Chưa có được. Không được tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em thấy trúng chưa? Dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc. Má. Vô tóc kìa. Vô tóc thấy chưa? Bằng. Dạ bằng. Vô má đàng hoàng. Dạ xin phép lại. Rồi. Dạ không xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh Chí. Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi. Chào bạn. Dạ em chào chị Quỳnh Linh. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán tin học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thật ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu thôi? Dạ trước mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là đặt ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À. Rồi bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất này nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái mình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi mình cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao bị ế? Cái thương không phải là cái thương nam nữ chị, là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. À. Rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ em như coi phim mà em khóc sướt mướt lu lo vậy thấy. Vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là trai. Là còn ưu điểm của em là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường, sở đoản gì? Dạ sở trường của em là hát. Hát rồi, hát bài thảo bằng kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ hết đi em, anh che chở chắc chắn lắm. Ha. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình, có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ, cả cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, trang hòa với mọi người. Nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có à. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói về công việc cụ thể của em nè. Điều hành xe là sao? Dạ em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Ừ, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Là dạy về? Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào ta nói chuyện với em gái xíu nào.
Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi, cô có đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè, cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À này, rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ không hút thuốc, không cờ bạc, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập ốm gầy béo cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ anh cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi, dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho bằng vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị, xấu đứa. Dạ nói chung là vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ không, như là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Vậy cũng dễ quá ha, đơn giản đơn giản mà. Còn mai về cắt tóc nha em. Rồi để anh xem kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Em xin đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào kéo màn lên. Rồi 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không hòa tặng em. đừng có kêu anh nha, lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi, sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, lại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung với nhau chắc tốn cơm lắm. Dạ không, người là em ăn ít, tại vì ăn nhiều thì hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Tại thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào, nói đi. Dạ bạn nữ khá là xinh, hợp với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm, còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép, nói chung là cũng tình cảm, nói chung an tâm điều đó không sao. Bấm liền lên này. Khỏi suy nghĩ lên, từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào 2 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mới vô coi. Có cái em đứng chứ bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi để ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm cho gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ.
Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Ai vậy chứ? Ơi, cha xứng dữ rồi nha. Nắm tay cái đi. Nắm tay nhau cái coi. Cười hoài, cứ cúi mặt cười biết. Nhẹ anh rung. Em trai, em thấy sao? Tê tay chị ơi. Tê gì? Thì phép má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Má dụ rủi xem đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á. Xin phép đi. Nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Thôi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị. Em nghiên cứu rồi. Điểm yếu của em thì là tán gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. À, chào anh trai. Em ơi, em giới thiệu về mình xem. Dạ, lời đầu tiên cho em được xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và tất cả các khán giả đang ngồi xem chương trình ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thái Hậu, năm nay em 30 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng và tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Trời, hôm nay bên nhà tôi hơi bị chảnh nha ông Quyền Linh. Đừng bên đó Thái Hậu, bên đây chắc cũng Ngọc Hoàng à. Mời em trai. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, cả gia đình bạn Thái Hậu và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Hoàng Minh Hòa. Dạ, em họ Hoàng. Năm nay là 36 tuổi. Thì em làm công việc làm về công nghệ thông tin cho một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì Hoàng? Điểm yếu của em thì là tán gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em thích tìm hiểu về mọi thứ và đặc biệt là những thứ em thích. Thơ ca này, hát này, thích du lịch. Cái điểm yếu là hơi bị nhát gái thôi, đúng không? Còn em? Em thì điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường, suy nghĩ tích cực. Thì điểm yếu của em là thỉnh thoảng đôi khi hơi nóng tính. Và cũng... Em vậy mà nóng tính đó hả? Dạ, thỉnh thoảng chị. Với lại là hơi hay quên. Cái lúc em nóng thì em làm gì? Dạ. Đập bàn, đập ghế hay chửi rủa? Không, không, không. Hồi trước lúc nóng tính thì em hay quạo quọ thôi. Còn bây giờ thì mỗi lần mà em cảm thấy là trong người không ổn thì em sẽ nói trước với mọi người. Hôm nay em không có được vui lắm, mọi người đừng có chọc em. Là thôi. Hay á, nếu mà ai nó biết nóng trước mà cảnh báo trước là hay đó. Vâng ạ. Đường tình duyên thế nào? Em thì có hai mối tình ạ. Mối tình đầu thời sinh viên và mối tình là lúc đi làm. Lúc đi làm là được bao nhiêu năm? Khoảng mấy tháng thôi. Ở chia tay nay được bao lâu rồi? Cũng được 4 năm ạ. Lý do mà hai bạn chia tay nhau, mới quen mấy tháng mà chia tay? Bạn ấy có người thứ ba. Trời ơi, mới được mấy tháng mà đã có người thứ ba hả bạn này? Và 4 năm nay là em quyết định không yêu ai nữa. Không phải quyết định không yêu ai mà mình chưa tìm thấy người phù hợp. Rồi em trai, được dạ. Tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình ạ. Dạ, một mối tình là thời sinh viên. Và sau đó thì em có thêm một mối tình nữa. Thế cũng một bạn học ngoại ngữ. Và sau đó cũng đã chia tay rồi. Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Thực sự là em thích những bạn mà sống nhân văn.
tức là thiện lương ấy, mà ít nhất là tốt được với em ấy. Và ngoài ra thì là bạn có ngoại hình nữa. Thì thực ra thì em thấy cái ngoại hình thì ra lại dễ, nhưng mà cái yếu tố mà tìm bạn nào mà đã chào chị rồi, mà nhân văn thì lại khó hơn à. Nên là cái đấy là yếu tố chính để mà chưa tìm được cái người phù hợp. Ngoại hình thì dễ tìm, nhưng yếu tố nhân văn mới khó tìm. Dạ. Nếu mà nói về ngoại hình thì em sẽ thích cái người bạn gái của em như thế nào? Thì em thích bạn nào cũng không gầy quá, tại thể là cũng có da có thịt và nhìn dễ thương hơn. Có cái là em cũng thích các bạn đeo kính. Tại vì thực ra trước thì em cũng có đeo kính, nhưng sau thì em có mổ cận. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích những người mà nói quá nhiều. Ăn nói tốt thì là lợi điểm. Nhưng nếu mà giả sử mà lúc cãi nhau mà cứ nói nhiều quá thì em lại hơi sợ. Tại vì em cái khả năng chịu tiếng ồn hơi kém. Yeah. Rồi, chào em gái. Trời, có đeo kính. Xinh quá, dễ thương. Dễ thương không? Bữa nay nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha. Dễ thương đó. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình? Ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, nhìn khỏe khoắn, mạnh mẽ và sẽ mang được cái cảm giác cho người phụ nữ là có cái sự an tâm hơn. Bên đây nhìn dễ nhìn ha, cao ráo, có thể nhìn là mình có ấn tượng ngay. Dạ. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho ý kiến nào? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào toàn bộ khán giả. Thì anh ở bên này thì nhìn khá là chín chắn, điềm đạm và hiền lành. Thầy nghĩ là chắc là cũng là mẫu người có gia đình đó. Nên là mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Có ám hiệu con này ngay bên phải nha. Ngay bên phải hả? Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy hả? Dạ, em đi với mẹ của em. À, trời ơi. Cô. Và đầu tiên là xin chào hai MC rất là duyên dáng, dí dỏm. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong phòng đang tham dự chương trình. Và hai con cũng tạo cái điều kiện để tiến tới xa hơn. Cảm ơn cô. Như vậy là chúng ta đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt. Mở rào. Hòa với Hậu, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào em. Chào anh ạ. Em gửi anh món quà. Quyển sách với lại cái bưu thiếp. Đây là cuốn sách có tựa đề là Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Anh cũng có món quà để tặng em. Để tặng em hoa trước. Với lại anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Biết là anh gặp em thì anh thấy thế nào ạ? Có ấn tượng gì không? Ừ thì anh thấy em nói chung về ngoại hình thì rất là giống với mẫu người anh mong muốn. Anh thì làm công việc về IT ấy. Không biết là em có thích những người mà làm về công việc về kỹ thuật như anh không? Có, em thích những người mà biết những cái gì mà em không biết. Về IT thì em không biết gì hết rồi. Em thì hay làm việc ở khu vực quận mấy nhỉ? Em hiện tại đang làm việc ở Tân Bình ạ. Tân Bình, thế cũng gần cho anh. Anh hiện tại thì làm việc ở khu vực quận 3, quận 1. Cũng tương đối là thuận tiện. Bữa trưa ăn cơm trưa văn phòng được mà, nếu mà gần nhau. Dạ, thuận lợi ha. Hồi nãy em thấy anh có nói là anh thích du lịch. Em thì cũng cực kỳ thích du lịch luôn. Vâng, thì thôi thì hy vọng nếu như mà mình có thể tiến xa hơn thì mình sẽ cùng đi du lịch, khám phá nhiều nơi hơn. Anh thì không những thích đi du lịch mà anh còn thích đi tìm hiểu về lịch sử văn hóa luôn. Vâng, em cũng vậy. Đồng điệu quá rồi. Bây giờ chúng ta giao lưu văn nghệ chút. Đúng đi rồi, cho nó giao lưu văn nghệ. Nào, dạ. Giao lưu văn nghệ chút để cho nó phá tan vào không khí căng thẳng đi nha. Đúng rồi đó. Thế để em hát tặng anh trước nha. Nhưng mà do là nãy em có nói là em hay quên nên là lời em cũng không thuộc lắm đâu. Em chỉ hát một khúc thôi trong cái bài Gió đánh đò đưa. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng, anh đưa em về nhà. Gió đánh cành, gió đập cành, chiều em hát, anh chàng ấy nghe.
Còn anh thì cũng hát một cái bài nó cũng âm hưởng ngày xưa một chút. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên môi. Em cảm ơn anh. Về đây đi bạn. Dạ. Bây giờ trước khi bấm nút thì chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và nói xem con tim của các bạn đang diễn ra thế nào, cảm xúc thế nào, các bạn muốn gì. 30 giây bắt đầu. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Nói chung là cũng không có cái khoảng cách của hai người ban đầu gặp nhau. Em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì mình cứ tìm hiểu làm bạn, rồi xong tiến tới thì đến đâu thì mình sẽ tới đến đấy. Ừ, anh cũng thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình có thể ổn định. Yeah. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Kiểm tra con tim mình lại một lần nữa các bạn. Thật sự có rung động với nửa mảnh ghép đang đối diện với chúng ta hay không? Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Quyết định chưa nè? 2 3 Nắm tay đi các bạn. Bây giờ thế này nè em trai. Yeah. Có thể là ở đây chỉ có bạn, cô gái thôi. Yeah. Nhưng trên sóng truyền hình có ba mẹ, gia đình của bạn gái luôn. Yeah. Mình hãy nói với gia đình vài câu gì đi. Dạ, yeah. Thì xin phép gia đình bạn gái và cả bạn gái thì cho em có cơ hội để tìm hiểu. Và con cũng xin hứa là sẽ đối xử tốt với bạn nữ. Rồi em nói một chút xíu gì về với mẹ đi. Dạ vâng. Mẹ của bạn trai đi. Con chào bác ạ. Thì con cũng xin phép bác cho chúng con được tìm hiểu. Bác nhìn thấy cái tà áo dài của con là bác đã thích lắm rồi. Rất là duyên dáng. Dạ. Đúng người phụ nữ Việt Nam. Dạ đó. Vâng. Con giống bác á, nhìn rất là thích liền. Thôi, hãy làm thủ tục của các bạn đi. Đấy, đơn nào xin phép ôm em. Nào ôm và hôn. Ừ. Đấy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn đó, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em phải em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để bạn lại. À. Xem ai đúng ai sai rồi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không có. Đồ mình sắm mà không gì đập, vậy? Đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Bữa giờ làm bạn mối hẹn hò thấy chú rể này là sốc nhất luôn á. Giống ngày đâu coi mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Mời nhà trai. Đây đây. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Ngồi đi. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình.
Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Đinh Quốc Huy. Em sinh năm 1986, hiện đang làm việc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Huy? Dạ em lái xe chở chuyên gia. À, tức lái xe bốn bánh, xe xe nhà hơi đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh Nam bên kia. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Thị Yến Nguyệt, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay em 33 tuổi và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ, em là thu mua cho chuỗi nhà hàng đồ nướng á chị. Em giới thiệu một chút về mình đi, em điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, mọi người khen em nấu ngon. Tính tình của em thì vui vẻ hòa đồng, còn cái điểm yếu của em á là hơi nóng tính với lại thù dai. Thù dai hả? Dạ. Đó, bạn Nam nghe hết hồn chưa? Thù dai. Dạ thú. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Ủa vậy đó hả? Hai đứa thù điều hết hả? Hai đứa gặp nhau mệt à. Em trai, điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là sống chân thành, có trách nhiệm với mọi người. Điểm yếu của em là thù dai. Em phải cho bên đàn gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ em có hai mối tình mà yêu xa đó. Em vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình. Lý do chia tay? Mối tình thứ nhất là thời học sinh sinh viên. Do tụi em là không có cùng chí hướng đi chung với nhau. Sau cái mối tình đầu thì em hơi sợ yêu. Nên là cũng lâu lắm em mới yêu lại. Thì em cũng thử tìm hiểu yêu thương một anh. Cũng chia tay được 2 năm rồi. Do anh cũng chưa nghiêm túc trong cái chuyện là quen nhau rồi tính tới chuyện hôn nhân. Dạ. Em có nghĩ là lần này mình lên tham gia mình sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình không? Dạ em hy vọng là như vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào em gái? Dạ trước tiên thì em muốn là ảnh cao hơn em khoảng 1m7 trở lên. Rồi tính tình hiền lành với lại tôn trọng em, đặc biệt là ảnh quan tâm chăm sóc em. Được không em trai? Dạ được anh, em cao hơn 1m7 mà. Còn em dạ. Cái người một nửa của em thì em mong muốn như thế nào? Dạ là phải, tại vì em ít nói á, nên nói nhiều hơn em chút được, mình nói vui vui á. Chứ đừng có nói nhiều mà quạo là không được. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu giống như là em làm cái gì đó sai á, nói một lần thì em nghe. Chứ mà đừng có nói mà có chuyện đó cứ nói hoài. Xong rồi cái qua ngày em sai cũng nhắc nữa. Càm ràm đó. Dạ dạ. Càm ràm. Cứ nhắc lại hoài đó. Được á, để em qua anh xem đàn gái coi sao nha. Dạ. Ngon ạ. Mói cho tôi coi đàn gái coi. Bên tôi là ngon ạ. Chào anh. Rồi, chào em gái. Dạ. Bây giờ là bên đàn trai đưa ra cái yêu cầu thế mình đáp ứng khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 75%. 75 là được rồi ha. Dạ. Tính tình là tốt bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thù dai. Chỉ có thù dai là giống bên đó thôi. Thù dai. Em không thích đàn ông ở điều gì? Gia trưởng à. Bạn này chắc không gia trưởng rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với ba với lại bạn thân của em. À rồi. Rồi chào chú. Đây. Cháu đi cũng được. Thì bây giờ á, đây là cái cơ hội của hai đứa. Thì con cũng nên tạo điều kiện để mà mình hẹn hò với nhau. Chào xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Ba. Đây chắc là ta đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. Đó mẹ. Rồi chào cô. Chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Quy. Mẹ thì không có gì, không có đặt ra áp lực gì hết. Thì tùy hai con vậy đó. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Mở rào. Dạ, chào anh. Nhận trước đi, nhận trước. Có hoa tặng em. Với thêm một món quà nhỏ nhỏ. Đây giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi. Này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Quà, wow. Cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra. Và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi, bạn trai nhà trai chơi đẹp quá. Chơi về ai chơi lại. Dạ. Đó. Dạ tại ế quá rồi. Bữa giờ làm bà muốn hẹn hò thế chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Em sao ta? Đây là trước anh máng ra sao? À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó.
Giống ngày đâu có mắt qua rồi. Thiệt luôn á. Rồi, xong rồi. Cảm ơn anh. Anh, trong cái quan điểm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À, chút chút thì được, chứ em sợ nhất là uống nhiều á, ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn, cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà, em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Như cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng ai sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ, em không, không thích gì. Đồ mình em sắm mà ngu gì đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Về con cái thì em hy vọng là sẽ có hai đứa. Sinh nhiều thì khả năng nuôi con cái sẽ không có tốt, không có đủ điều kiện để đáp ứng nuôi con. Cái đó thì em thôi, em quyết định. Dạ. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau, hát một giai điệu âm nhạc nào đó về tình yêu chẳng hạn. Cô tiên em. Em hát bài Dù Anh Nghèo, hát một đoạn cho anh nghe với văn khán giả nghe. Khi đã yêu nhau là mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu linh bên nhau đẹp thay buổi đầu, dù ngày mai có ra sao, minh minh mãi được gần nhau. Em hát ca bài Giáng Trần. Trời cao đã ban cho ta duyên kiếp gần nhau, thì nguyện xin mãi gửi cho người tình yêu đắm đôi, ấp ôm bao mộng say, ấm im trong vòng tay, gần bên nhau nguyện suốt đời không xa. Rồi bây giờ hai bạn quay mặt vào nắm tay nhau, rồi bây giờ mình nói đổ mồ hôi quá, nhìn thẳng nhau và nói cảm xúc trong lúc này chúng ta đang như thế nào. Mình đến đây thì phải mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu nhau, và em muốn là tìm hiểu thì phải đi đến tới đoạn đường hạnh phúc. Anh cũng hy vọng vậy. Ta nói sao ổng cũng anh đi chơi vậy không đó. Bây giờ thì mình để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình một lần cuối. Các bạn đang đối diện với người thân, gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể sống dối con tim mình được. Mình thích, mình bấm. Mình không thích, mình không bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 1 Hết thời gian. Đấy, ở dưới có tiếng cười mừng rồi đấy. Nghĩa là chúc mừng cho các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Yeah. Lâu lắm mà mới nắm tay con gái. Thật ra là ngày hôm nay là bạn trai đến đây với một thái độ hết sức là chân thành luôn đó. Yeah. Anh nói chuyện nãy giờ thấy cô gái rất là thông minh nha. Cô gái rất là gọi là hiện đại đấy. Có thể chăm sóc em, chăm sóc một gia đình tốt. Chàng trai cũng thấy có chân thật ở trong đó. Rồi, bây giờ thì thủ tục đầu tiên nào. Hôn đi. Dạ cho con xin phép bác cho con làm thủ tục rồi. À, dễ thương lắm. À, điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy như nhạc cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Cứu em với anh ơi. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bạn gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh.
Và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. Mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây... Tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm. Chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Thằng để tôi qua tôi. Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Yeah, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Yeah, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhạc cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại, nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Mình rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng sẽ chỉ.
có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? À? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con nhớ anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Rồi tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á. Cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh. Và chị rất là khéo ăn nói và hy vọng... không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu vào những cái gì em mới chia sẻ. Thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ồ, xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì em có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Anh rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha Minh. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em. Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh Minh có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Chị là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Rồi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước. Thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi,
Rồi anh Hằng nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái, nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc. Cho anh nắm. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, okay. Về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT á, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này á, là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Anh trai giới thiệu về mình đi. Em đầu tiên em xin phép chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và bạn gái bên kia và khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Xuân Đông, năm nay 30 tuổi. Em đang làm việc và công tác tại xí nghiệp Toa Xe Sài Gòn. Em làm công việc chính là thợ điện. Là quận nào, ở quận nào? Dạ em làm ở quận 3. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Thùy Tâm, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm kiến trúc sư ở quận 7 ạ. 30 tuổi rồi á hả? Dạ. Mà nhìn bé xíu xìu xiu luôn á, chị tưởng em có âm mấy à? Dạ, do em hơi thấp á chị, nên là mọi người đều sẽ có cảm giác như vậy. Hai em là bằng tuổi nhau luôn đó. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Sơn Đông? Dạ, ưu điểm con là đa phần tất cả các công việc gì ở trong gia đình làm được hết. Rồi thích làm những công việc liên quan đến cái ngành nghề của mình, là sửa chữa đồ và đồ trong nhà, đồ điện trong nhà. Con tính tình thì hòa đồng, thoải mái trong mọi công việc. Có cái khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm thì có chắc có là con hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Dạ, cũng ít ạ. Ít ha? Dạ. Rồi, hút ít lại càng không hút thì càng tốt luôn. Rồi, con bé nè. Điểm mạnh của con là thẳng thắn, thật thà, hòa đồng, thân thiện. Còn có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của con cũng là thật thà với thẳng thắn. Tại vì đôi khi thẳng quá nên là nó cũng dở trong một số tình huống nhất định. Đôi khi bị mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì con nấu ăn không được ngon cho lắm.
Dạ. Ngoại hình cũng không xinh lắm. Con nghĩ đó là những cái điểm yếu của con. Vậy là giờ con có mấy mối tình rồi, con khai luôn nè. Trước giờ thì con có 3 mối tình rồi. 3 mối tình. Dạ. Nhưng mà đều là thời học sinh. Mối tình gần nhất là cách đây 12 năm rồi. Cách đây 12 năm. Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ, quen nhau 3 năm, quen từ thời lớp 12 cho tới khi con đang học đại học năm thứ 3. Thì tụi con chia tay do là yêu nhau xa. Yêu xa phải không? Dạ. Xong rồi con xuống đây học đại học, còn bạn ấy thì ở trên quê. Rồi lâu ngày thì cái tình cảm nó cũng nhạt dần. Xong rồi tụi con chia tay vui vẻ hòa bình thôi ạ. Quê con ở đâu? Dạ, quê con ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk phải không? Dạ. Nay là 12 năm độc thân luôn đó. Dạ. Quá trời hồi đất ở không 12 năm luôn. Còn Sơn Đông sao? Dạ, con mối tình chính thức là chỉ có một mối tình chính thức thôi. Cách đây cũng 2 năm rồi, kết thúc 2 năm rồi. Lý do chia tay thì là đợt đó mới đi làm, mình không có nhiều kinh tế để lo cho cuộc sống của người ta. Mà người ta cũng bằng tuổi. Rồi người ta nghĩ đến cái chuyện sống khổ sở thì người ta sẽ tìm lý do người ta chia tay. Mình yêu nhau mấy năm rồi? Dạ, yêu nhau 2 năm. 2 năm rồi, chia tay cũng 2 năm nay rồi. Dạ. Thôi, bên đây thì... ta tới 12 năm lận đó nghe. Bây giờ Tâm có cái mong muốn gì, cái mẫu hình gì của cái người bạn trai của mình? Dạ, mẫu hình bạn nam của con là gầy. Không, cô qua cô coi nha. Con cứ nói từng chi tiết một, từng vế một, cô coi coi bạn bên này sao nha. Gầy nè, gầy có gầy xuống rồi đó. Chào con, gầy nha. Rồi còn gì nữa con? Không bụng bia. Không dạ. Bụng rồi. Không da trưởng. Con có da trưởng không Sơn? Dạ, con cực kỳ ghét người da trưởng ạ. Con ghét da trưởng đúng không? Ghét cả nữ cũng da trưởng. Không đó. Không có kiểu xu hướng áp đặt người khác ấy. Tức là không da trưởng rồi ghét. Dạ. Lắm. Sơn Đông ghét da trưởng lắm. Dạ. Rồi gì nữa? Vậy là được rồi. Con muốn cao bao nhiêu nè? Dạ, cao hơn con thì chắc là gần như hơn nửa thế giới này là cao hơn con rồi. Rồi là bỏ vấn đề chiều cao. Dạ. Đúng không? Nước da sao nè? Nước da thì bình thường thôi ạ. Có sao cần trắng như ạ? Con không? Dạ không. Không cần phải không? Dạ. Rồi có cần đẹp trai không như chú Quyền Linh không? Đẹp trai như chú Quyền Linh là được rồi ạ. Là số 1 luôn đúng không? Dạ. Trời ơi, đẹp trai hơn. Tôi thấy là bạn bên đây là có những cái yếu tố đầy đủ mà bạn gái yêu cầu nha. Được chưa? Hỏi bên ông đi, coi bên tôi làm sao. Mình muốn có người yêu như thế nào? Dạ, một người bạn gái tính tình hòa đồng, hiền lành, lễ phép. Thân hình thì không cần cao quá mà cũng không mập quá. Mà con cực kỳ ghét người gầy. Tại có cái lý do là ngày xưa mẹ con còn sống á, cái bị bệnh phổi mà người rất là gầy. Con sợ, con bị ám ảnh đến giờ. Đúng rồi, con rất sợ người phụ nữ gầy. Mẹ con mất lâu chưa? Dạ, mẹ con mất từ năm 2000, cuối 2015. Thì giờ con ở với ai? Lâu rồi, dạ, con ở một mình thôi, con làm và ở lại cơ quan luôn. Ba con thì ở với lại mẹ mới. Nhà mấy anh em? Dạ, nhà ba anh em, một anh trai và một em gái. Thì anh trai và em gái là lập gia đình hết rồi. Bây giờ còn mình con? Mình làm ở trong đường sắt, mình ăn làm trong đó luôn, ít ra ngoài, không tiếp xúc với ai thì cũng không kiếm được người bạn. Rồi. Con có sợ bạn gái giỏi không? Chứ con bé bên đây sao cô thấy nó giỏi quá. Dạ, giỏi con sợ. Con sợ dữ rồi. Sợ dữ thôi đúng không? Dạ. Thấy nó cũng không có dữ con ơi. Thì coi có dữ không? Đi qua coi đàn gái sao? Thôi, chào em gái. Đâu có dữ đâu. Mặt dễ thương mà trắng trẻo. Khoảng bao lâu thì đàn trai có thể bước tới bên đàn gái được? Dạ, con nghĩ cái đó là tùy theo cái tìm hiểu giữa hai người á. Rồi tùy theo hai người cảm thấy là có phù hợp hay không. Ý là con không có quan trọng cái chuyện thời gian. Khoảng năm cho nó gọn càng đi. Càng nhanh càng tốt. Dạ. Con có bướng không? Thật ra thì con cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là con cũng có lì á. Tại vì con lì làm trong ngành kiến trúc này thì cũng sẽ có một chút cái tôi. Thường là cá mấy tính. Nữ kiến trúc sư là cá gọi là cá tính á. Đôi khi tụi con cũng phải giữ chính kiến của mình. Đúng, chính xác là như thế. Rồi, bây giờ thì hai bên sẽ gặp mặt để cùng trao đổi coi sao rồi mình quyết định nha. Dạ. Mở rào.
bắt đầu đi đâu? Chào em ạ. Chào anh. Nhân lần đầu gặp mặt em có món quà nhỏ tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng có món quà là lần đầu gặp mặt tặng cho em một bó hoa và một cuốn sách ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đây, bây giờ vậy nè, con bỏ hoa đây xong rồi hai đứa sẽ mở khui quà ra. Đây, anh tặng cho em cuốn sách này có tựa đề là Anh là chàng rể, em là cô dâu. Cũng mong là sau qua chương trình này thì anh và em có cái duyên và đến được với nhau thì cũng không cần thời gian nhiều đâu. Đối với anh thì nếu mà hợp nhau hết dịch thì là tiến tới hôn nhân cũng được. Cưới luôn. Dạ, cưới luôn. Em cảm ơn món quà của anh. Còn em tặng anh là cuốn lịch, nó bằng gỗ. Anh có thể dùng để trang trí cái bàn. Em để ngày hôm nay để hy vọng là nếu như hai đứa có thành cặp thì anh sẽ nhớ được cái ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt ngày hôm nay. Em cảm ơn em. Rồi, thì chỗ đi các bạn. Cảm nhận về nhau đi. Cảm nhận em lần đầu em gặp anh thấy thế nào? Em thấy anh có vị nam tính, chín chắn. Ấn tượng của anh lần đầu về em như thế nào? Có dữ không? Có vẻ hơi khó tính hả em? Sao anh lại hỏi em? Thì nhìn có vẻ mà hơi khó tính. À vậy hả? Nhưng mà cảm giác thì rất là thích. Dễ thương không? Dễ thương, cực kỳ dễ thương. Người chỉ tròn tròn dễ thương quá hả? Dạ. Đúng mẫu người con thích đó cô Vân. Dễ tại vì không hả? Gầy. Ừ. Em quan điểm thế nào về tình cuộc sống hôn nhân cha? Quan điểm của em về hôn nhân là học cách tôn trọng, chấp nhận lẫn nhau. Tại vì không ai là hoàn hảo hết. Chắc chắn là mình sẽ có khuyết điểm riêng của mỗi người. Vấn đề là mình phải học được cách chấp nhận cái khuyết điểm đó thôi. Chứ em nghĩ sửa thì khó lắm. Quan điểm của anh cũng đồng tên với là quan điểm của em là như là không ai ép buộc ai cái gì. Cuộc sống với nhau thì để cho nhau được cái tự do, thoải mái. Tại vì con người anh là người thích tự do và anh thích đi phượt á. Một mình có thể đi phượt xa, chuyến xa nhất là đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng đi xe máy. Wow. Đi một mình thôi. Con có thích không? Con thích nói cho anh nghe. Con cũng thích đi du lịch và đồng thời con cũng thích thể thao nữa. Em thì hơi nam tính một xíu, thành ra bạn bè nó hay chọc là đàn ông ấy chứ không phải phụ nữ. Do là cá tính của em cũng hơi ấy, em thích đá banh hoặc là chơi cờ hoặc là những môn thể thao như bóng rổ rồi đó. Thì anh có sở thích về những cái môn đó không? Anh thì 5 năm đại học của anh là anh đi đá banh. Còn chơi cờ tướng thì cũng chơi nhiều lắm. Hai chồng rủ nhau đi đá banh vui rồi nha. Anh thích gái tóc dài hay tóc ngắn? Đối với anh tóc ngắn hay tóc dài cũng không quan trọng đâu. Miễn nhìn người đó gọn gàng là được. Anh nói là anh làm trong đường sắt như vậy thì cũng khá bận đúng không? Đúng rồi. Làm trong đường sắt thì nó sẽ có thời gian trực ban và thời gian làm về hành giờ hành chánh. Thì ngày nào mà làm trực thì sẽ hết tàu mới về. Còn đa phần những ngày lễ hay là những ngày mà cao điểm như là hè và Tết đó, thì hầu như đã không về nhà. Em chỉ giả dụ thôi nha, nếu như vậy thì giả dụ như sau chương trình em với anh hẹn hò thì anh sẽ làm sao để sắp xếp thời gian để hai đứa có thể gặp mặt. Ngoài thời gian công việc thì anh sẽ dành hết thời gian đó còn lại của anh cho em nếu mà mình hẹn hò. Con có muốn tặng bạn nữ một bài hát nào không? Dạ, anh tặng em bài hát Ánh Nắng của anh, của Đức Phúc. Từ bao lâu nay anh vẫn mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh sẽ nói, là em đẹp nhất khi em cười. Hay quá. Rồi bây giờ trước khi cô ấy bấm nút thì Đông hãy nói tất cả những cảm xúc của mình về người đối diện. Mình nghĩ sao mình nói như vậy? Anh thấy em thật là một cô gái rất là dễ thương. Ngay từ lúc vừa mén màn ra anh đã có cảm giác hồi hộp rồi, tim đập nhanh rồi khi nhìn thấy em. Người em mũm mĩm đúng với lại cái sở thích của anh. Anh rất thích con gái mũm mĩm, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Rồi có dặn dò em là nhớ bấm nút không? Dạ, cái đó là do trái tim em mách bảo thôi. Rồi, ok. Rồi.
The Great Wave. Toshiba. Chúng ta để tay nút bấm đi, chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là đưa chúng ta đến yêu thương, bấm là đưa chúng ta đến hạnh phúc. Còn ta cảm giác rằng chưa hợp với mình, chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, 1, đồng nó bấm 2, rồi. 3. Rồi. Bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Hai đứa nắm tay. Đồng nó rất là rứt khoát, ngồi xuống là bấm liền. Hãy kết hợp để nuôi dưỡng cái mối tình này cho nó đẹp nha. Dạ. Đàn ông không à? Vậy là đi đưa ôm. Dạ không, đi đưa ôm. Giờ xuống với người đây. Chú nó không biết bơi. Anh không. Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Chú nó sông nước không à? Sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao giờ sợ? Thì anh hít đất che 10 cái. Hít đất che 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu, mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ chia sẻ câu chuyện họ như thế nào? Chàng trai có đây rồi. Mọi người đợi Tường trong vài giây thôi nha. Rồi, mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. Mình là tên Vũ, năm nay là 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Chị Vũ đang làm công việc gì, dạ, quê ở đâu? Làm bên kỹ thuật viễn thông của một công ty á, FPT vậy. Rồi, có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi, mắt nhiên... đẹp quá trời, mắt to mà đen long lanh lá, em coi thử đúng không nha. Rồi, bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh đối diện ạ. Dạ, chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Thì hiện tại em tên là Lan ạ. Thì em 27 tuổi. Thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê của em là ở Bến Tre ạ. Sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp, mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ, em không ngại vấn đề đó chị. Rồi, miễn là có được một người chồng. Dạ đúng rồi, cũng như là mình cũng như ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị. Ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm. Ví dụ như là vui thì vui lắm, mà còn buồn thì em ru à, không nói gì hết. Mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó. Ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu, mà xong là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ á, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một chút, tức là em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang, nói chung là tập trung vào công việc á, mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ, mình tự ăn chị. Ăn bên ngoài hả? Đúng rồi. Không, ăn bên ngoài không chứ không có nấu cơm ăn. Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà, sáng là lại đi làm mà. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên này người ta biết. Đó, rồi thôi, rất là thông cảm đi các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh, lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên ấy, thì nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi cứ sáng đi tối về, rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ à. Nhưng mà em đi làm giờ với công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà, khách hàng về có khi là 6-7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ, đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi, mà cả chục năm vậy không bạn, không bè, không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè, cũng ở quê hết à. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao, đi làm chung? Không ngắm, nhưng mà nói chung là em không biết, em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á. Nên nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết
Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh, đến đây lập nghiệp rồi không có bạn bè, công việc rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. Tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị. Tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ, thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta. Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không? Dạ, cũng như là trong lớp á thì anh đó thì cũng học giỏi, thì mình giống như mình ngưỡng mộ, mình idol vậy đó ạ. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Có là có mình không thích, chưa phù hợp hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ. Nhưng mà mình không thích với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi thì chia sẻ những công việc với mình. Cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện. Mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao ạ. Em cao nhiêu? Dạ có mấy sáu thôi chị. Mấy sáu, bạn này cao nhiêu? 1.68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có em. Đó, có em. Đó. Về vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh đó từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít, ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi một 2-3 ngày. Hết hồn gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi. Tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được. Mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, nó hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha. Từ từ bỏ nha, ảnh hưởng cho người khác nữa. Là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động. Có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. Tại vì dạ tính em cũng ấy, cũng hiền mà bạn đó dữ quá em làm xíu. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi, chứ còn xong là xong rồi. Rồi, thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhận sự thế, đó với em là cái quan trọng nhất. Mình sống một con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau được. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuẩn dạ, mắt, không. Mũi, miệng, tóc, tai. Cái đó thì mình nhìn sâu rồi mình mới được chứ. Rồi, cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh gì theo không, hai em? Dạ có, hoặc tắm nó được cũng chị. Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh này. Tại sao em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền á, còn mấy anh này thì... Đoán là được ai chưa? Đây, phải không chị? Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. À, dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao, đúng không? Em không biết là đúng hay không. Trời ơi, đúng ở ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Đâu mà đúng, trời ơi. Cổ đây nè, mặc áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. À, còn em sao? Ảnh đâu? Kế bên. Ờ, kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lắc luôn rồi. Hồi nãy gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà thì gửi cho anh ạ. Cảm ơn em, tại vì anh bên này chương trình gọi hay gấp quá nên anh chạy từ quận 9 lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ, không sao. Cái này quà tặng sau nha. Có không à? Có mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa, mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Dạ được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè, ở nhà luyện hát, luyện karaoke nè. Đúng không cưng? Dạ đúng. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt quá vậy, rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, gặp pháo, dạ, có phim, có ảnh gì không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên
đàn ông không à? Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế nào. Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là vì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở với đây chứ còn không có ăn nhậu vì ngày nào cũng nhậu được đâu. Em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tự do đó. Em muốn bận, em không muốn nghỉ. Ừ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết chị. À, khi mở cửa trái tự trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền mà không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc, coi mình hẹn hò như thế nào nha. Quan điểm về hôn nhân gia đình luôn để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Ủa gì bình thường anh làm, anh nghĩ thứ mấy? Là anh làm nguyên tuần sẽ có một ngày ốp. Mình ốp ngày nào cũng được hết. Đó là anh tự lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? À? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng á, mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Dù mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm. Mình phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Để em khó em ơi, để em khó em ơi. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi. Còn chưa tới xuống cái đó đâu. À, chưa có dịp đúng không? Đúng rồi. Chưa xuống dưới miền Tây. Xuống nó không biết bơi. Nước thì anh, không? Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Thôi giờ sợ. Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm văn á. Nên anh cũng hơi khó xíu. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được thế à. Nhưng mà ban ngày đi làm là... rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày Chủ nhật hay ngày thứ bảy em nghỉ thì ngày hôm đó anh off thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh off mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà off làm gì, quan trọng là mình đi đâu, mình làm gì mình off. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn cái trò vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn ạ. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc, hay ngoại giao, hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó ạ. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại ạ. Em quan điểm như thế nào về việc đó, khi mà mình độc thân nó khác khi mình lập gia đình? Thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều chưa, đó chưa? Chị là theo chị nghĩ là chưa có gia đình á thì mình đi chơi thì nói chung là phải thanh niên mà, em nghĩ nó bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi á thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian là em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi ok, bây giờ chị mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi, chào em gái, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Lan với Tiên, còn nhà có mấy anh chị em? Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cứ nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Mình dạ đúng làm rồi. Công việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. Rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây?
Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền, hiền chắc tầm kiểu như là 7-8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. À, cũng là trùng khớp 70-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người như thế nào, có những cái điểm tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sao nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi anh chị em nhiều. Chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Dạ. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột, hư đường hết. Rồi, bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào? Chị nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội. Dạ, ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh chị nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bàn tay thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh quả làm gì? Thì anh hít đất cho em 10 cái. Hít đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, con gái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở thở đi cưng. Nha, đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Anh xin phép. Rồi nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Thôi được rồi chị. Không nói gì hết hả? Dạ không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy? Quan trọng anh đó nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. Rồi được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào? Hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào? Tùy mình, mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương nhưng mà ốm ốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu người chăm sóc. Để cảm nhận của em như vậy thôi chị. Rồi mời em gái cảm nhận của mình đi, ngay lúc này như thế nào? Dạ cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền, cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian dành cho nhau, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không, thì sau này sẽ có em. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa em có bấm rồi. Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em, nhưng mà bạn đèn bạn ấy không có xa, không có sáng. Nó chưa trùng khớp nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nhắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi bây giờ chị Tường hỏi em trai nè, em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Muốn cho mình dạ, đúng cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Em muốn cho mình cơ hội, cũng cho bạn một cơ hội. Thì em thấy bạn hiền quá, cũng như ít nói nữa.
nên em muốn là bạn đó phải sau này phải nói nhiều hơn ạ, nếu mà đi chung với em ạ. Dạ em thấy bạn này là hiền ạ, có thể là biết quan tâm với gia đình ạ, tại vì bên sống một mình thì bạn sẽ cần nhiều tình cảm hơn. Ví dụ như sau này mình có làm bạn với nhau thì cũng quan tâm chia sẻ với em được ạ. Chị, nếu em vô tình mà phát hiện bạn này đi những cái chỗ mà không có đàng hoàng, ví dụ như là quán karaoke hoặc là đi ôm gì đó, thì em sẽ đợi bạn đó giải thích với em. Nếu bạn ấy không giải thích với em thì em sẽ hỏi, mà tới lúc đó thì hơi căng đó chị. Mặc dù là anh đi là kỹ thuật nhưng mà anh cũng phải giao tiếp với khách hàng ạ, phải nói nhiều hơn, phải cũng giống như em, phải là chăm ăn uống hơn. Em cũng biết do cái lần gặp đầu tiên mình chưa có nhiều tình cảm, chưa có nói chuyện được nhiều á chị, nhiều khi chưa cảm được hết. Trước mắt thì em sẽ mặt dày xíu, em chủ động xíu. Còn mà ví dụ như mà cái tính em duy trì hoài như vậy mà anh đó không có phản hồi lại á, thì em nghĩ em sẽ dừng lại. Đàn ông á thì em nghĩ là phải hơi mạnh mẽ một xíu à, cũng như đừng có yếu đuối quá, rồi còn để bảo vệ cho mình nữa à. Em thấy là anh hiền quá so với cái mức mong đợi của em. Còn nói thì ít nói, với lại anh không có giống như là giao tiếp, không có giống như là trao đổi với mình đó chị, không giống như là không có hợp tác á. Còn về sau này không biết là đã quen được rồi á, thì không biết là có nói chuyện nhiều hơn không. Cảm xúc hiện tại thì nó cũng giống như hồi sáng là chị, không có gì, bình thường. Cảm nhận thì dễ thương, còn cảm nhận tiếp theo nữa thì cái đó từ từ có thời gian mà nó biết được. Em quan trọng là vẫn là cái tính cách hơn, để từ từ rồi thời gian nó sẽ quyết định. Em cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà hiểu em là được, còn mà không hiểu em thì chắc chắn là không có tiếp tục được đâu. Em không phải là khó khăn gì, nhưng mà cái tính em là nó khó. Tất nhiên là em ăn uống khó, vậy cô gái người miền Tây, em người miền Trung, cái ẩm thực của em là phải cay, phải mặn, còn miền Nam thì nó hơi ngọt. Em không ăn được món trong này nhiều, nếu mà kết thân rồi thì tới đó rồi biết. Em không nhát đâu, nhưng mà đó là cái phép lịch sự với đối với người mình chưa biết nhiều, với người lạ mình phải không có sòn hơn. Em cũng như vậy, đối với em là em không biết hỏi gì. Giao tiếp là cái công việc nó phải giao tiếp rồi, tại vì khách hàng mà mình đi làm mình gặp người ta thì tất nhiên là mình phải giao tiếp rồi. Nhưng mà còn cái này là cái người ở lạ với mình lắm, nên lần đầu tiên gặp nên mình cũng không biết nói gì hết. Gặp khách hàng là cái công việc, mình có cái nội dung để mình nói, còn gặp người đây là người để mình quen, mình tìm hiểu á, nên không biết bắt đầu từ đâu, nên nó khó với em lắm. Vẫn có thích bơ bám đó, chứ không phải là thích lịch sự đâu chị. Em là một người đàn ông mà không có lãng mạn, không có kiểu như là tỏ tình cái kiểu đâu. Em muốn thực tế, mình đừng có nói nhiều, mình làm nhiều đi, chứ mình đừng nói nhiều. Mình nói nhiều là mình cuối cùng mình làm được cái gì hết trơn á, là người ta cười. Bước tiếp theo thì cũng giống như bao cặp tình nhân khác thôi, vẫn hẹn hò đi chơi bình thường thôi chị. Còn cái cảm xúc nó tới đâu thì nó tới thôi, chứ không bây giờ không có nói trước được. Em không có nói nhiều, em muốn làm nhiều thôi. À, cảm ơn hai em nha. Đây, gửi tặng em gái một món quà làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho bạn trai, đây là những chiếc vé xem phim, mình đưa bạn gái đi xem phim để tìm hiểu nhau nha. Cái thường cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các thường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.